Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn điều đáng tiếc là chúng tôi không đưa ra được câu trả lời ông ta đã làm điều đó như thế nào vậy tôi không thôi ý định muốn hỏi cho ra lẽ theo truyền thuyết bên trong một quốc gia cổ xưa có một vị thần vĩ đại tồn tại có lẽ kiếm ý thái sơ chính là kiếm ý lúc thiên đạo còn là vị thần vĩ đại điều khiển đây là suy luận duy nhất mà ta có thể đưa ra côn đáp ý của ông là thiên đạo có thể đồng thời có hai thân phận một cái là thiên đạo của hiện tại một cái là vị thần vĩ đại trong quá khứ không thiên đạo chỉ có một tiếp tục thảo luận vấn đề này chỉ khiến tôi và côn rơi vào tình trạng rối rắm tột cùng vì vậy chúng tôi kết thúc chủ đề này chuyển sang đề cập đến cửa thanh đồng tôi vô cùng tò mò về thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ thậm chí tôi còn suýt nữa đã vì nó mà bước vào rốt cuộc thì đằng sau cánh cửa là một thế giới như thế nào tôi hỏi ta đang định hỏi cậu đã nhìn thấy gì bên trong đó vậy côn nói ta nhìn thấy sương mù màn sương mù mà thần niệm cũng không thể xuyên thủng sương mù bao phủ vạn vật ta không nhìn thấy gì cũng không nghe được gì ngũ cảm lục thức toàn bộ bị đóng băng tuy nhiên ta lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó rất quan trọng với ta trong lớp sương mù tôi nghe thấy tiếng kêu gọi trong sương mù còn một điều tôi chưa nói tôi tràn đầy khao khát đối với màn sương mù thậm chí còn có cảm giác thân thuộc sự sống thì sao chết cũng thế nào nếu tôi rời đi sống chết có thể làm gì tôi chứ ma đạo tổ từng nói lời này chứng tỏ ông ấy đã vượt qua sinh tử nhưng sự rời đi mà ông ấy nhắc đến là rời đi chỗ nào, điểm đến lại ở đâu. Trước đây tôi không biết, nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra, có lẽ sự ra đi mà ma đạo tổ sư nhắc đến, có nghĩa là đi đến thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ. Tạ Lan, cậu còn chưa biết khí của Hy Di sao? Côn đột nhiên hỏi tôi, ta biết chứ, người chết thành ma, ma chết thành tích, chỉ những người có thần thông to lớn từ cảnh giới đạo tổ trở lên, mới có thể sau khi thần hồn bị diệt hóa thành khí Hy Di, đồng quy cùng đất trời sương mù mà ngươi nhìn thấy có lẽ là khí hy di. Nếu đúng như vậy, vậy thì sau khi đạo tổ chết, ông ấy thực sự đi đến thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ sao? Dù tôi có một số suy đoán, nhưng khi nghe những lời côn nói, tôi vẫn vô cùng bàng hoàng. Đúng vậy, không chỉ có đạo tổ, hẳn là còn có rất nhiều. Rốt cuộc thế giới phía sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ tượng trưng cho điều gì, là quá khứ mà thiên đạo chôn vùi sao? Nên là như vậy, đây cũng là cách giải thích duy nhất. Bởi vì theo pháp tắc thiên địa hiện giờ, thiên đạo căn bản là không thể thoát khỏi nhân quả nhân gian. Vận mệnh không muốn thiên đạo thoát khỏi xiềng xích, nhưng pháp tắc thiên địa, ánh trăng cùng mặt trời thay nhau xuất hiện mới chính là kẻ thù lớn nhất của thiên đạo. Thiên đạo nếu muốn thoát khỏi nhân quả với nhân gian, thì buộc phải chôn vùi thế giới trong quá khứ và cắt đứt hết mọi nhân quả trong quá khứ. Chương 1236, từ biệt với côn 2. Thiên đạo đã chôn vùi quá khứ, vậy cái gọi là thảm họa diệt thế liệu có đồng nghĩa với việc thiên đạo sẽ chôn cả thế giới hiện tại tôi hỏi đúng vậy chỉ có chôn vùi quá khứ và hiện tại thiên đạo mới có thể hoàn toàn khống chế được tương lai ta vẫn chưa nghĩ thông được tôi vừa nói vừa xoa xoa chán côn cũng ôm đầu cười khổ ta cũng không hiểu thực ra đây là chuyện rất bình thường so với phàm nhân ta và cậu cũng đều người có thần thông tay mắt có thể vươn tới trời cao nhưng so với thiên đạo ta và cậu chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân muốn thắng được thiên đạo đã khó Muốn hiểu được Thiên Đạo lại càng khó hơn. Đúng vậy, ta từ lâu đã cảm giác được, Thiên Đạo không đơn giản chỉ là kẻ địch. Không, Tạ Lan, cậu chỉ có thể coi ông ta như một kẻ địch bình thường, nếu không thì cậu sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đánh bại được Thiên Đạo. Tại sao chứ? Bởi vì khi cậu càng biết nhiều về Thiên Đạo, trong lòng càng ít đi phần dũng khí. Vậy nên, chúng ta chỉ cần nhớ rằng giết người thì phải đền mạng, nợ máu thì trả máu, có đúng không? Không sai, chúng ta coi Thiên Đạo như kẻ thù là bởi vì ông ta muốn giết chết chúng ta còn những chuyện khác đừng nghĩ nhiều làm gì côn và tôi sau khi rời côn lôn thì đường ai nấy đi côn muốn tiếp tục du hành khắp nhân gian ông ấy đã tặng con rồng đỏ tượng trưng cho sự sống vô tận lại cho nhân tộc vẫn còn ba con giữ lại bên mình ta có bốn con rồng rồng đen là là giết rồng xanh là ẩn náu rồng đỏ là sống rồng xanh lam là chết giờ ta đã tặng con rồng đỏ cho nhân tộc mà đạo các cậu muốn con rồng nào côn hỏi Chiến tranh không bao giờ kết thúc thì tai họa sẽ không bao giờ chấm hết, dĩ sát chỉ phạt sao, mà đạo muốn có con rồng đen. Tôi đáp, sao lấy giết chóc chế ngự việc trinh phạt, tốt, trong tam giới, mà đạo sở hữu sự sát phạt mạnh nhất, rất đáng có được sự bảo vệ của rồng đen. Đợi khi ta du ngoạn đến quy khư, ắt sẽ tặng rồng đen cho ma đạo. Không biết còn rồng xanh lá và rồng xanh lam, ông định bụng tặng cho ai? Tôi hỏi, vạn vật quy tàng ư trần, trần quy trần, thổ quy thổ sao, con rồng xanh lá này giao cho cửu u nữ đế là thích hợp nhất. Về phần rồng xanh lam, ta còn chưa tìm được chủ nhân thích hợp với nó. Côn đáp, sao vạn vật rồi cũng tiêu vong, quay về với bụi trần. Rồng xanh lam là chết, đáng nên giao lại cho MT, nhưng chỉ là MT hiện giờ đã không còn nằm dưới sự kiểm soát của nữ đế nữa. Cứ như vậy mà suy xét, rồng xanh lam chỉ có thể tôi không nói rõ ràng hết ý nghĩ của mình, bởi vì có chút không lúng túng. Côn đã để huyền quan của mình cho Ma đạo làm tổ đình, đồng thời còn trao con rồng đen cho Ma đạo, nhằm giúp tăng cao sát khí cho Ma đạo. Nếu còn mở lời xin ông ấy con rồng xanh để tặng cho Thùy Họa, không khỏi có chút lòng tham không đáy. Cậu muốn ta tặng con rồng xanh lam cho vợ cậu Lâm Thùy Họa có phải không? Côn mỉm cười nhìn tôi hỏi. Đúng vậy, mặc dù cô ấy bây giờ đã không còn là vợ tôi, nhưng cô ấy vẫn là đồng minh đáng tin cậy nhất trong cuộc chiến chống Thiên đạo. Tôi đáp lời, "Không, Tạ Lan à." Trên đời này không ai có thể thực sự quên hết đi mọi thứ, trừ khi là họ có thể tạo ra một cánh cửa thanh đồng khổng lồ như thiên đạo, chuyên để chôn vùi quá khứ. Đa phần, việc quên đi hết thảy, chỉ là vì không muốn nhớ lại mà thôi. Cậu không giống với mặt lăng, cậu trọng tình cảm hơn ông ấy. Luận anh hùng khí khái thì tôi kém xa so với ông ấy. Ha ha, vì cứ gì lại không hỏi nhi nữ tình trường, há cứ phải anh hùng khí đoản. Côn vừa cười lớn vừa đưa cho tôi viên đan tinh nguyên của rồng xanh lam, sau đó ông ấy một bước bay xa mấy chục trường tôi đứng trên cánh đồng tuyết nhìn bóng lưng ông ấy mà cảm khái muôn phần thực ra tôi rất muốn nói cho ông ấy biết rằng u huỳnh và trúc chiếu đã xuất thế nhưng lời đã đến môi lại bị tôi cực lực áp chế nuốt lại vào bụng với thủ đoạn của thiên đạo nếu muốn truy tìm tung tích của u huỳnh và trúc chiếu thì sẽ không cần quá nhiều thời gian bây giờ tôi cần phải trở về hư không vũ trụ để hội họp với nguyên rời càng nhanh càng tốt trong trận chiến ở đỉnh ngọc trụ Năng lượng của Thiên Đạo một lần nữa bị tổn hại, thời gian tiếp theo đây sẽ có một quãng ngơi nghỉ yên bình. Tôi muốn lợi dụng lúc Thiên Đạo còn đang yếu nhược mà bảo vệ cặp nhi nữ của tôi, ngăn chúng bị cuốn vào sự mưu tính của Thiên Đạo, chúng nó không chỉ là máu thịt của tôi mà còn là chìa khóa quan trọng để đánh bại Thiên Đạo. Chương 1237, thịnh điển quy khứ. Dù trong lòng tôi như lửa đốt, một mực chỉ muốn quay về bên cạnh Nguyên Duệ. Nhưng do tình hình thế cục hiện giờ ở nhân gian, tôi vẫn cần phải quay về quy khư một lần trước đã để kể hết mọi sự tình liên quan đến việc thiên đạo đã thoát khỏi nhân gian cho cô ấy nghe. Đồng thời, tôi cũng muốn hỏi Tuyết Dương về mối quan hệ số mệnh giữa tôi và ma đạo tổ sư tạ mạt lăng. U Huỳnh Trúc Chiếu rất quan trọng, nhưng vòng tròn định mệnh giữa tôi và ma đạo tổ sư cũng quan trọng không kém. Nếu tôi không thể phá vỡ nó, thì tôi sẽ không bao giờ có thể nghênh chiến với thiên đạo, rồi điều này sẽ dần trở thành tâm ma lớn nhất trong tôi. Cũng giống như trước đây vậy, những tưởng mình đã đột phá khỏi lớp ma chướng này, nhưng mãi đến khi đối mặt với thiên đạo, tôi mới nhận ra rằng, ma chướng vẫn còn ở đó, chẳng hề biến mất. Nếu theo mạch suy luận của côn, ma đạo tổ sư không phải là đứa con của vận mệnh, vậy thì ông ấy làm sao khống chế sức mạnh vận mệnh bố trí thế cục tận 3.000 năm? Phải biết rằng, điều kiện quan trọng nhất của trận cục này chính là việc tôi và ông ấy cùng chung một mạng sống. Chính vì như vậy nên mới có bắt đầu có kết thúc. Mối quan hệ giữa tôi và ông ấy thiết lập dựa trên việc dùng chung một mạng sống ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ma đạo im lìm trong 3.000 năm nay không thấy tâm hơi, mãi đến sau khi tôi sinh ra thì ở đàm cửu long mới xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa, cửu tinh xuất thế, tam tinh hội tụ. Tôi cũng không chắc Tuyết Dương có thể đưa ra đáp án hay không, thực ra người tôi muốn hỏi cũng không phải là cô ấy, mà là phần ký ức liên quan đến tham lang hộ pháp thiên tôn mà cô ấy đang sở hữu. Những sự tình liên quan đến ma đạo tổ sư Tuyết Dương không biết gì nhiều, nhưng tham lang hộ pháp thiên tôn ắt phải biết được một vài huyền cơ. Khi tôi trở lại quy khư, ma đạo đang tổ chức một cuộc chè chén say xưa. Núi bất chu khắp nơi đều đỏ rực, hàng trăm vạn đệ tử ma đạo đang cười vui. Mây ngũ sắc của nguyên phượng tổ sư hy hòa bay khắp bầu trời, diễm lệ vô cùng, a lê giải sao khắp không gian, lấp lánh phát sáng, thêm cả vầng trăng tròn vành vạnh. Phong chủ thổi một làn gió ấm cúng, dịu dàng, mang theo sự ấm áp và truyền đi hơi thở của niềm vui khiến cho người sau khi mất đi bạch vô nhai là Lâm Thanh Thủy cũng phải ôm kiếm mỉm cười. Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương sóng đôi đứng cạnh nhau, trên môi ai cùng nở một nụ cười. Trên đỉnh núi Bất Chu, Tuyết Dương đang cười rạng rỡ như hoa đào nở. Tạ Lan, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ trực tiếp bay đi tìm Nguyên Duệ chứ. Tuyết Dương nói, cô đã biết hết rồi à? Tôi hỏi, có người sớm đã báo về tin tốt rồi. Ai vậy, còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là cô rồi. Vừa nói những lời này, Cửu U nữ đế vừa bước từng bước lên vách đá. Khi Nguyên Duệ sắp đến thời điểm sinh nở, nữ đế thường hay phóng ra một tia thần niệm đặt trên tảng đá Tam Sinh. Không lâu sau khi Cờ Chiêu Hồn đưa ra thông báo, cô ấy đã cảm nhận được sự thay đổi trong dây nhân duyên giữa tôi và Nguyên Duệ từ luồng thần niệm mà cô lưu giữ trên đá Tam Sinh. Sau đó, cô đã bắt đầu suy luận dựa trên đại trận Lục Đạo Luân Hồi và biết được rằng có hai luồng sinh mệnh mạnh mẽ đã được thêm vào Lục Đạo Luân Hồi. Vì vậy, việc Nguyên Duệ sinh con chẳng thể giấu được nữ đế. Nữ đế bệ hạ, trong lòng tôi muôn phần đắng ngắt, tuy biết cô ấy có ý tốt nhưng trong lòng vẫn có vài phần oán hận. Sao nào, lẽ nào cậu cho rằng chuyện này có thể giấu được cả thiên hạ sao? Hay là cậu cho rằng Nguyên Duệ không xứng đáng được hưởng lễ kỷ niệm này? Nữ đế thấy tôi có phản ứng khác thường, liền cau mày trách móc. Nữ đế bệ hạ có điều không biết đấy thôi, việc của U Huỳnh Trúc Chiếu tôi không đề cập với côn, nhưng tôi không muốn giấu chuyện đó với nữ đế. Lần trước khi tôi vội vàng quay trở về, Tôi chỉ mơ hồ đề cập đến hỗn độn thần nhãn của Nguyên Duệ với Tuyết Dương mà không đi sâu vào chi tiết. Thế nhưng, ngay khi tôi định bụng chuẩn bị nói rõ với cô ấy và Tuyết Dương, thì trên mây xảy ra hàng loạt dị tượng, mây ngũ sắc vạn dặm, điềm lành khắp trời. Thanh loan nhảy múa, phượng hót suốt 9 ngày, em mờ thanh thần tiên ngân vang, tiên nữ giải hoa khắp trốn. Phong chủ truyền đi tin tức tiên đạo tổ sư công chúa Đắc Kiều, dẫn đầu chúng tiên thiên đình đến chúc mừng. Vợ chồng công chúa Đắc Kiều đến chúc mừng, nên tôi chỉ có thể hoãn việc này lại nghênh đón thiên đình có chúng tiên đến những người trên thiên đình đáng được tôi tôn trọng hết mực bởi vì họ thuộc về gia đình nhà mẹ đẻ của nguyên duệ lúc này thiên đạo vừa mới thoát khỏi nhân quả nhân gian nguy cơ đến với nhân gian còn nghiêm trọng hơn khi xưa thiên đình phải chịu áp lực rất lớn tuy nhiên lần này khi đến quy khư thì thiên đình vẫn phải đi một sứ đoàn đóng đảo không chỉ có chủ thiên đình đương nhiệm là vợ chồng công chúa đắc kiều đích thân đến đây mà còn có nguyên lão của tiên đạo như cửu thiên đáng ma tổ sư cũng đến nữa. Sau trận côn lôn, trận tây thiên lôi hải, tiên đạo lần nữa tái phong phân vị thần linh, tinh quân. Bây giờ 28 tinh tú đã đầy đủ, 36 thiên cang cùng 72 địa sát cũng đã bù đủ các thần vị còn thiếu. Ngũ đầu tinh quân, tứ đại long vương cũng đều có thần linh và và long tộc mới lên đảm nhiệm. Tử thân, con trai của bắc cực tử vi đại đế trùng tụ với đại trận trung thiên bắc cực tử vi tinh đầu, ngay khi đoàn người của công chúa đắc kiều vừa mới hiện thân trời đêm được vô vàn ánh sao soi dọi thắp sáng cả toàn bộ quy khư sau khi gặp mặt cùng công chúa đắc kiều tôi liền tìm cơ hội để thoát thân khỏi nơi này không biết tạ lưu vân từ đâu nghe được tin tức liền dẫn theo một nhóm thiên tôn thần linh dùng thân phận là nhân đạo tổ sư đến chúc mừng tạ uẩn cũng không quên đến đây xem náo nhiệt mang theo tinh anh nhân tộc đến gửi quà chúc mừng hãy tận hưởng hoan lạc đêm nay với những vì sao và ánh trăng đồng hành bầu bạn tuy nhiên không khí đêm tiệc càng vui vẻ thì trong lòng tôi lại càng như lửa đốt tuyết dương là người đầu tiên nhìn ra đầu óc tôi mơ màng vô địch liền mở lời hỏi tạ lan tôi biết trong tim cậu đang nghĩ đến mẹ con nguyên duệ nhưng hiện giờ quy khư hàng vạn tiên từ đến mừng tái hiện lại khung cảnh đảo kim ngao năm xưa hay là cậu cũng ở lại thêm một đêm nữa vậy ngày mai vào lúc bình minh hãng khởi hành đến hư không vũ trụ tôi phải rời đi càng sớm càng tốt tôi đáp tai họa sắp đến gần trận cuồng hoan ở quy khư này có thể là bữa tiệc cuối cùng trên nhân gian rồi, cô vẫn còn chưa xem đủ, ngươi hà tất phải gấp gáp rời đi như vậy. Nguyên Duệ được thuần quân bảo vệ, lại được Thùy Hòa và Kiêm Hà, mỗi người lại thống lĩnh đại quân của hai giới tả hữu hô ứng, sức lực của thiên đạo vẫn còn chưa khôi phục ắt sẽ không xuất binh ngay lúc này, vậy ngươi lại còn gì phải lo lắng nữa chứ? Nữ đế hỏi, nữ đế có chuyện không biết đấy thôi, hai người mau đi theo tôi. Tôi dẫn Tuyết Dương và nữ đế đi vào mật thất, sau đó giải thích một lượt về nhân quả giữa U Huỳnh, Trúc Chiếu với Nguyên Duệ cho hai người họ nghe. Cuối cùng, tôi nói với họ cả về thông báo mà Cờ Chiêu Hồn đưa ra cho tôi, hai đứa con của tôi đã được xác định thân phận là chuyển thế của U Huỳnh và Trúc Chiếu. Cái gì chứ? Tuyết Dương và Nữ Đế sau khi nghe hết câu chuyện đều phải thốt lên một câu kinh ngạc. Chương 1238, thần trộm trên mặt trăng 1. Truyền thuyết về vị thần vĩ đại, U Huỳnh và Trúc Chiếu không hề được ghi chép trong đạo tàng. Vì vậy nữ đế và tuyết dương cũng giống như tôi lúc đầu chỉ biết tới thiên đạo không hề biết tới vị thần vĩ đại này tôi không chỉ kể cho bọn họ nghe mối nhân quả giữa nguyên duệ và u huỳnh trúc chiếu còn nhắc đến cả suy luận của côn nếu không phải u huỳnh trúc chiếu muốn xuất thế thiên đạo cũng không đến nối đợi không được mà vội vã thoát khỏi nhân gian như vậy tôi nói tạ lan cậu đã biết tầm quan trọng của chuyện này vì cứ gì còn quay lại quy khư cậu nên lập tức tới bên nguyên duệ chăm sóc thật tốt cho cô ấy tuyết dương nói Tôi quay lại quy khư là vì muốn hỏi cô một chuyện, mà chuyện này cần tới ký ức của tham lang hộ pháp trong thức hải của cô để giải đáp. Là chuyện gì? Tôi nhìn nữ đế, nói, liên quan đến lai lịch chân chính của ma đạo tổ sư. Lai lịch chân chính của ma đạo tổ sư, tạ lan, người đang hoài nghi chuyện gì? Nữ đế hỏi, nữ đế bệ hạ, chuyện này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng. Giờ đây vì chiếc phòng vận mệnh với ma đạo tổ sư mà bản thân tôi đã sinh ra ma chướng, nếu không thể làm rõ chuyện này, tương lai tôi chẳng thể nào đối mặt với thiên đạo. Sau đó, tôi bèn đem mấy chuyện vẫn luôn như rằm trong tim kể lại cho hai người bọn họ. Cô nói, tôi mới thực sự là đứa con của vận mệnh chứ không phải thiên đạo. Nếu lời này của cô là đúng, vậy thì tôi với đạo tổ từ trước đến giờ vốn không phải người cùng một mệnh. Tôi nói, chuyện này là không thể nào, hai người đều là thất sát chuyển thế, nếu không phải cùng một mệnh, thất sát làm sao có thể trùng hợp chuyển thế tới trên người hai kẻ các ngươi kia chứ. Nữ đế nói, vì vậy tôi mới muốn hỏi tuyết dương tạ lan cậu rốt cuộc muốn hỏi tôi cái gì tuyết dương ngước nhìn tôi hỏi sát phá lang tam phương tứ chính cô tôi thùy hỏa trước đây khi sức mạnh mệnh bàn chưa mất đi tác dụng ba người chúng ta vẫn luôn có thể kết nối với nhau phụ thuộc lẫn nhau cùng nhau đồng hành có đúng hay không tôi hỏi đúng khi ấy chúng ta thân thiết vô cùng nếu cậu gặp phải nguy hiểm gì cả tôi và thùy hỏa cũng đều cảm nhận được chỉ cần ba người chúng ta bên nhau liền có thể phát huy sức mạnh bùng nổ của mệnh bàn tam phương tứ chính tranh cướp cơ duyên chiếm được tiên cơ tuyết dương nói chuyện tôi muốn biết là giữa tham lang và ma đạo tổ sư có cùng cảm giác như vậy không câu hỏi này vừa thốt ra tuyết dương lập tức cúi đầu im lặng chìm trong suy tư tôi biết cô ấy đang đánh thức ký ức của hộ pháp thiên tôn tham lang việc này cần một khoảng thời gian rất dài vì không muốn làm phiền cô ấy tôi và nữ đế liền rời khỏi phòng tạ lan Ta không hiểu cậu hỏi chuyện này là có ý gì. Nữ đế nói, nếu tôi mới thực sự là đứa con của vận mệnh, mà đạo tổ sư tuyệt đối không có khả năng gánh vác trên mình mệnh cách thất sát. Cậu cũng biết là, nếu như trên người ông ấy không mang mệnh cách thất sát, mặt lăng chắc chắn không thể nào tay nắm tay cùng với tham lang và phá quân khai phá cơ nghiệp ma đạo. Khi ấy nhân, tiên hai đạo chia nhau thống trị toàn bộ thế giới nhân loại, nếu không có sát phá lang, nhân gian làm sao lại có chỗ đứng cho ma đạo kia chứ? Nữ dế bệ hạ ngài có lẽ đã nghe tới chuyện thiên tạc trộm mệnh, nếu như năm xưa không có thiên tạc liễu hà sầu tìm cách trộm mệnh, vậy thì cũng không có người của ngày hôm nay rồi. Không, cho dù không có chuyện thiên tạc trộm mệnh, tôi vẫn là tôi, bởi vì mệnh mà liễu hà sầu trộm về đó vốn chính là của tôi, chỉ là tạ lưu vân tới sớm hơn một bước đã cướp nó đi mà thôi. Thế nhưng chuyện thiên tạc trộm mệnh với mặt lăng thì có liên quan gì? Nữ đế bệ hạ, chuyện thiên tạc trộm mệnh này cũng không đơn thuần chỉ là trộm đi mệnh cách. Thế là thế nào? Tôi hoài nghi đạo tổ vốn dĩ không phải có mệnh cách thất sát mà chính là thiên tặc chuyển thế, mệnh cách thất sát của ngài ấy vốn là do trộm mà có. Suy luận thế này cũng to gan quá rồi, nữ đế kinh ngạc nói, thiên tặc vốn là thần trộm trên mặt trăng, mệnh cách thất sát của đạo tổ không chỉ do trộm mà có, thậm chí thân phận đứa con vận mệnh của ngài ấy cũng là do trộm lấy. Từ đầu đến cuối, ngài ấy đang sắm vai một người vốn dĩ không tồn tại, mà người này lẽ ra 3.000 năm sau mới thực sự xuất hiện. Chuyện mệnh cách thất sát bị trộm mất mà ngươi nói cô còn có thể miễn cưỡng tin được, thế nhưng sức mạnh vận mệnh làm sao có thể bị trộm cơ chứ? Nữ đế lại hỏi, vốn dĩ không cần trộm, vận mệnh đã thất bại một lần vì muốn che giấu đứa con thực sự của mình, vận mệnh đương nhiên cũng vui vẻ để ông ta sắm chọn cái vai diễn này. Chương 1239, thần trộm trên mặt trăng khai. Nữ đế im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng, hỏi, đây vốn cũng chỉ là suy luận của một mình ngươi, ngươi làm sao có thể xác thực được cơ chứ? tôi có thể chứng minh chuyện mà tạ lan nói rất có thể là sự thật tuyết dương bước ra khỏi căn phòng đến trước mặt chúng tôi tuyết dương nói cô ấy đã so đi sánh lại ký ức của mình với hộ pháp thiên tôn tham lang sau cùng rút ra một kết luận rằng sức mạnh mệnh bàn sát phá lang ban đầu quả thực có tồn tại thế nhưng kỳ lạ là tham lang với phá quân tình như tỉ muội tâm linh tương thông còn với đạo tổ lại luôn tồn tại một tầng sương mù vô hình ngăn cách giữa hai người nhìn không rõ xé không tan Thế nhưng giữa Tuyết Dương và tôi lại chẳng có bất kỳ vách ngăn nào, chuyện trong lòng tôi chưa bao giờ giấu cô ấy, mà tình cảm khó nói của cô ấy đối với tôi cũng sớm đã được thể hiện rõ ràng ngay từ khi còn ở trong huyền quan của tôi. Trên thực tế, không chỉ Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn không thể cùng đạo tổ tâm linh tương thông, ngay cả phá quân người được coi là chi kỷ, là người mà ông ta yêu thương suốt một đời kỳ thực cũng không thể cảm nhận được tâm ý thực sự của ông ta. Nếu không phải như vậy, tình cảm của bọn họ cũng không đến nỗi rơi vào kết cục bi thương đến thế. Nếu như phá quân hiểu được đạo tổ, khi đó cô ấy nhất định sẽ không sách đao xuống MT, quan hệ giữa hai người bọn họ so với bây giờ rõ ràng thắm thiết hơn nhiều. Chuyện này vẫn luôn làm tôi thấy kỳ lạ, Tạ Lan và Thùy Hỏa có thể yêu thương cùng tiến cùng lùi với nhau, vì cứ gì đạo tổ và phá quân khi ấy lại không làm được điều này. Việc không có trái tim không thể coi là lý do được, hiện giờ tôi nghĩ lại, sở dĩ đạo tổ không thể, là bởi vì ngài ấy vốn không phải thất sát thật sự, mà bản thân ngài ấy còn có sứ mệnh khác vì vậy không thể cùng với phá quân hộ pháp thiên tôn đồng sinh cộng tử tuyết dương nói được rồi cứ coi như suy đoán của các ngươi là sự thật thế nhưng ông ta làm như vậy là vì cớ gì nữ đế hỏi câu hỏi này của nữ đế khiến tuyết dương và tôi thật khó giải đáp đúng vậy mà đạo tổ sư phát kiệt cả tâm trí của mình cuối cùng còn bị liên lụy tới nỗi mất đi cả sinh mệnh của bản thân ngài ấy rốt cuộc muốn làm gì thiên tạc không phải thất sát sứ mệnh của thất sát là đảo loạn thế giới chống lại thiên đạo mà thiên tạc thì không phải rất rõ ràng, tất cả những chuyện ma đạo tổ sư đã làm chẳng liên quan gì đến mệnh cách của ngài ấy, nếu có liên quan thì cũng chỉ là bản thân chính ngài ấy mà thôi. Tôi không biết ma đạo tổ sư rốt cuộc muốn làm gì, tôi chỉ biết rằng, nếu không có ngài ấy cũng sẽ không có ma đạo của hôm nay. Không có ngài ấy cũng chẳng có chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài." Tuyết Dương nói, lẽ nào tất cả những việc ma đạo tổ sư đã làm chỉ bởi vì để truyền bá giáo ý của bản thân? Tôi hỏi, "Tạ Lan, cậu không phải ngài ấy?" cậu chưa từng sống trong thời đại hỗn loạn, không không hiểu nỗi đau khổ của nhân gian khi đó. Trước khi đạo tổ sáng lập ma đạo, ngài ấy vẫn luôn chăn trọc lang thang khắp nơi trong nhân gian, quan sát thể nghiệm tất cả mùi vị ở nơi này, không một ai so với ngài ấy hiểu rõ hơn chúng sinh cần gì, cũng không một ai hận thiên đạo hơn so với ngài ấy. Tuyết Dương nói, hai, trước đây cô cùng uy nguy tâm linh tương thông cũng nhiều lần so sánh tính cách của tạ lan với mặt lăng, lúc ấy vẫn thường cảm khái vận mệnh vô thường, bởi vì từ trước tới giờ cô vẫn luôn cho rằng Tạ Lan và Mạt Lăng không phải cùng một người. Giờ đây nghe các người nói vậy, cô mới bỗng nhiên ngộ ra. Nữ để thờ dài một cái, nói, nói như vậy, nữ đế cũng cho rằng ma đạo tổ sư với Tạ Lan vốn không phải người cùng một mệnh rồi. Phải, thế nhưng có một điểm không thể phủ nhận, Mạt Lăng so với Tạ Lan càng mang trong mình một trái tim nhân nghĩa muốn cứu giúp khắp thiên hạ, mà so với Tạ Lan lại càng có khí chất anh hùng. Nữ đế nói một cách vô cùng chắc chắn, được rồi, điểm này tôi cũng chẳng thể phản bác nổi bởi vì thiên đạo cũng nhận định như vậy tôi nói thế nhưng nếu như giữa tạ lan và đạo tổ không phải người cùng một mệnh tạ lan là đứa con của vận mệnh vậy thì lai lịch của đạo tổ vốn là thế nào đây tuyết dương lại đưa ra một câu hỏi khác đáng tiếc là câu hỏi này e rằng cũng chỉ thiên đạo mới có đáp án riêng mệnh cách thiên tặc cũng chỉ ngài ấy mới có thể sử dụng cũng không thể trói buộc ngài ấy cả một đời sau khi trở thành đạo tổ mệnh cách thiên tặc đối với ngài ấy mà nói chẳng còn bất kỳ sức mạnh ràng buộc nào nữa rồi. Vậy thì đạo tổ rốt cuộc là ai? mươi 1240, tử thần đến chúc mừng. Đạo tổ là ai? Tôi đã suy tư rất lâu mà chẳng tìm ra được kết quả. Chỉ là sau vài cuộc thảo luận, lại rút ra kết luận cùng với Tuyết Dương và Nữ Đế, ma chướng giấu trong lòng tôi bấy lâu đã vơi đi rất nhiều. Lúc này Nguyên Duệ đang phải trực tiếp đối mặt với uy hiếp của thiên đạo, tôi không thể trì hoãn thêm nữa, lập tức từ biệt hai người, ngự kiếm bay thẳng tới hư không. Vũ trụ minh mang, chuyện vượt qua tinh hà kịp thời tới bên cạnh Nguyên Duệ đã định là một một chuyến đi dài. Điều duy nhất khiến tôi mừng vui ấy là, trước mắt thiên đạo vẫn còn trong trạng thái suy yếu, mà Nguyên Duệ lúc này có lẽ đã gặp kiêm hà và thủy họa, trước khi toàn bộ sức mạnh thực sự hồi phục, thiên đạo chẳng sức lực đâu mà đi đối mặt trực tiếp với ba vị thần thái cổ. Lúc trước chuyện tiên đạo tổ sư mộ dung nguyên duệ ở nhân gian sinh con đã gây ra tiếng vang lớn truyền khắp tam giới, mà trong thái cổ tam giới cũng vậy. Thời khắc lũ trẻ được sinh ra, tộc chiến thần mới biết được hóa ra chủ thần của bọn họ vẫn luôn mang theo chiếc bụng bầu vì người trong tộc mà chiến đấu, mà các vị chủ thần khác cũng vì thế mà càng thêm kinh ngạc. Sau khi lũ nhóc ra đời, mộ dung nguyên duệ mới tiết lộ thân phận chủ mẫu ma đạo tại nhân gian của mình. Vì vậy, lúc này ma đạo lại một lần nữa gây ra một cuộc bàn tán gay gắt giữa các chư thần, thế nhưng vì trước đó tôi đã nói ma đạo tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện của thái cổ tam giới, việc này cũng nhanh chóng lắng xuống. Sau khi Kiêm Hà biết được tin này liền ngay lập tức chỉnh đốn đại quân ma giới cùng 12 chiếc tàu chiến luôn trong tình trạng khẩn cấp. Tiếp đó, cô vội vàng tới Chiến thần điện thăm Nguyên Duệ. Sau khi sinh con Nguyên Duệ suy yếu vô cùng, toàn bộ sinh cơ dường như đã bị hai đứa nhóc con này mang đi bằng sạch, âm dương hai khí trong huyền quan cũng theo đó mà biến mất không còn một mảnh. Chiến thần lúc này đây còn không bằng cả một binh sĩ yếu nhất của thần tộc. Lúc Kiêm Hà tới, nữ thần phục thù và nữ thần băng giá mỗi người đều đang ôm một đứa trẻ nguyên duệ mặc đồ ngủ khoanh chân đả tọa trên giường kiêm hà bái kiến chủ mẫu kiêm hà khom lưng hành lễ thôi nào giữa ta và cô có cần xa cách như vậy không chủ mẫu có công lớn kiêm hà chỉ là muốn biểu đạt sự tôn kính xuất phát từ tận đáy lòng mình kiêm hà cười hì hì nói công lớn ở chỗ nào kia chứ lời này vừa nói ra liền hiểu được kiêm hà muốn ám chỉ chuyện gì khuôn mắt thoáng chốc liền đỏ bừng kiêm hà thấy câu ngại ngùng liền không trêu chọc thêm nữa bước tới ôm lấy đứa trẻ trong lòng nữ thần phục thù. Đứa trẻ trong lòng nữ thần chính là thánh tử Trúc Chiếu, Trúc Chiếu vốn là thánh thú do tinh hoa và năng lượng mặt trời sở hóa thành, đại diện cho hai mặt tích cực của tính dương, đó là quang minh vô tà, trí dương trí cương. Cảm giác được ma ý trên người kiêm hà, tiểu Trúc Chiếu khẽ cao đôi mày nhỏ. Nhìn thấy vậy, kiêm hà rút lại đôi tay đang vươn ra, hỏi nữ thần phục thù tôi có thể ôm không? Có lẽ là không được, ma ý của chủ nhân huyễn ma trên người cô quá nồng đậm, chỉ sợ thánh tử sẽ không thích cô. Nữ thần phục thù nói, nữ thần phục thù tu luyện sức mạnh hắc ám thuộc về hỗn độn bản nguyên, thế nhưng cô ấy dù gì cũng là chính thần trong thần giới, là cấm kỵ của vạn tà, sẽ không bị trúc chiếu ghét bỏ. Mà kiêm hà lại không giống vậy, cơ thể kiêm hà là huyễn ma, mặc dù đã ngưng tụ được ma cách hoàn hảo, thế nhưng bản chất vẫn là ma. Không thể ôm được trúc chiếu, kiêm hà vô cùng tiếc nuối, quay sang ôm thánh nữ U Huỳnh. Lần này không hề bị ghét bỏ, ngược lại u huỳnh đang chìm trong giấc ngủ sâu còn khẽ mỉm cười thánh thú u huỳnh là do năng lượng và tinh hoa của mặt trăng sở hóa thích tất cả những gì thuộc về năng lượng hắc ám đối với những sinh vật trong bóng tối vẫn luôn tự nhiên sinh ra cảm giác yêu thích kiêm hà ôm lấy u huỳnh theo bản năng bắn ra một tia thần niệm đi cảm mộ trạng thái thân thể của đứa bé chẳng ngờ được tia thần niệm này vừa mới chạm vào cơ thể của u huỳnh liền biến mất tăm mất tích kiêm hà kinh ngạc vô cùng lại bắn ra một tia thần niệm để thử lại cuối cùng lại tiếp tục bị tiểu u huỳnh nuốt sạch sành xanh. Cô sinh ra cái đồ ghê gớm gì thế này, một kiêm hà kinh ngạc thốt lên, một bản gốc là sinh ra quái vậy gì thế này. Nhưng nếu dùng từ quái vật thì có chút nặng nề, cho nên người dịch sửa lại như trên. Nhìn thấy kiêm hà kinh ngạc như vậy, Nguyên Duệ mỉm cười nói, nhất âm nhất dương gọi là đạo, âm dương khó đoán gọi là thần, khen cho cô đường đường là ma chủ, vậy mà lại muốn dùng thần niệm đi dò xét thánh thú u huỳnh nhà ta nghe nguyên duệ giải thích toàn bộ lai lịch của u huỳnh và trúc chiếu kiêm hà kinh ngạc đến nỗi miệng há to có thể nhét vừa cả quả trứng một lời cũng không thể thốt ra nổi đôi trai gái này được sinh ra từ sự giao hòa kết hợp huyết khí âm dương giữa tôi và nguyên duệ quả thực là một sự sắp đặt của số phận cũng khó trách kiêm hà ngạc nhiên đến thế lúc trước tôi với tạ lan còn lo lắng có khi nào lại sinh ra hai con thú nhỏ lần này coi như cũng có thể khiến anh ấy an tâm rồi nguyên duệ nói đã đặt tên chưa Lẽ nào cứ vậy mà gọi hai đứa là U Huỳnh, Trúc Chiếu sao? Kiêm Hà hỏi, U Huỳnh, Trúc Chiếu đương nhiên sẽ không thể dùng làm tên rồi, thế nhưng chuyện đặt tên tôi vốn không giỏi, không bằng cô giúp tôi chọn một cái. Lời này của Nguyên Duệ vốn chỉ là khiêm tốn mà nói, thân là tiên đạo tổ sư, thánh nữ côn lôn, thái cổ chiến thần thanh cao nhã nhặn, nhàn sắc diễm lệ tài năng tột bậc, chuyện đặt tên này bản thân sao có thể giao cho người khác chứ? Chỉ có điều cô ấy biết Kiêm Hà là đạo lữ của tôi, tình cảm dây dưa sâu đậm nên mới cố ý bày tỏ lòng tốt. Nguyên Duệ không giống Thùy Họa, Thùy Họa vốn là người trong mắt không dung được một hạt cát, Nguyên Duệ là người thấu tỏ thế sự, thông hiểu nhân tình. Suy cho cùng chiến thần chi đạo không phải chỉ dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để lung lạc nhân tâm. Tôi làm gì có tư cách chứ? Kiêm Hà khước từ, làm sao lại không? Đừng quên lũ nhóc lớn lên cũng phải gọi cô một tiếng, mẹ. Được, vậy tôi sẽ chọn cho Tiểu U Huỳnh một cái. Lời này của Nguyên Duệ khiến Kiêm Hà vô cùng vui vẻ, về phần tên của Trúc Chiếu, cô ấy đương nhiên sẽ không chọn, mặc dù không giống Nguyên Duệ thấu tỏ thế sự, thế nhưng chuyện giữ chừng mực cô vẫn hiểu được. Kiêm Hà là huyễn ma thế nhưng cũng không phải là không có chút tài học nào. Ngược lại, cô ấy ở trong điện vạn ma, núi không minh nghiên cứu đạo tàng suốt 3.000 năm đã thuộc lòng hết thảy, sau lại được ma đạo tổ sư truyền dạy, giải đáp những chuyện còn mù mờ, tài học trên người cũng vượt qua quá nửa nữ nhân trong thiên hạ này. Chỉ là, chuyện đặt tên cho U Huỳnh cũng không dễ dàng như vậy. Trong lúc Kiêm Hà đang chìm trong suy tư, một vị nữ quan đứng ngoài cửa cất giọng thông báo, chiến thần bệ hạ, tử thần tới thăm hỏi. Lời này vừa dứt, một cỗ lạnh lẽo thấu tận xương cốt bao trùm khắp cả thần điện. Chương 1241, Mộ Dung Thổ Huyết 1. Cảm nhận được hơi thở tử vong băng lạnh, trong lòng Kiêm Hà bỗng có cảm giác chấn động không sao nói rõ được, vô cùng kinh ngạc. Thùy họa đến nhanh quá, lại còn là không mời mà đến. Nếu như ký ức của Thùy Họa vẫn còn thì Kiêm Hà đã không đến nỗi lo lắng như vậy, điều quan trọng là lần này người tới vốn không phải bản thân Thùy Họa mà là tử thần. Lần liên thủ này nhìn bề ngoài thì có vẻ như Thái Cổ Tam giới đồng lòng hợp sức chống lại thiên đạo, thế nhưng tòa bảo lôi băng xương kia vẫn luôn duy trì sự độc lập về phương diện quân sự mà Thùy Họa trước giờ chưa từng tới thăm hỏi chư thần. Tử thần tự giam mình trong bảo lôi băng xương, không gặp người ngoại, ngay cả Kiêm Hà nhiều lần đến thăm cũng đều bị từ chối. Tử thần và chiến thần vốn là kẻ thù định mệnh, lần này tử thần đột nhiên tới thăm, lại ngay lúc Nguyên Duệ sinh con chưa được bao lâu, cơ thể lúc này suy yếu vô cùng, chuyến thăm hỏi này quả thực khiến người ta phải cực kỳ cảnh giác. Nguyên Duệ cũng rất kinh ngạc, thế nhưng điều khiến cô ấy càng kinh ngạc hơn ấy chính là bản thân vốn đã sắp xếp tầng tầng thủ vệ xung quanh chiến thần điện, không có sự đồng ý của cô ấy, tử thần vốn không thể nào vô thanh vô tức tới được tầm cung của cô. Trừ phi thuần quân cố ý để tử thần đi qua, nếu không tử thần chắc chắn không thể nào tới nơi này nhanh như vậy được thuần quân là người cũ của ma đạo mà tử thần vốn là tướng phá quân của ma đạo là vợ của đạo tổ mà cô coi như đã vươn mình trở thành chủ mẫu của ma đạo thế nhưng chưa từng được cưới hỏi đàng hoàng cũng chưa từng sát cánh cùng đạo tổ vì ma đạo mà vào sinh ra tử ngay cả chuyện hoài thai sinh con này cũng hoàn toàn là việc ngoài ý muốn thuần quân coi cô là chủ cũng bởi vì để ý đến danh phận chủ mẫu của cô mà thôi nếu không có danh phận này một thuần quân tử kiếm hóa thân thành người, sao có thể cam tâm nghe theo mệnh lệnh của cô kia chứ? Thế nhưng, nghĩ đến chuyện tử thần một thân một mình nghênh chiến quân đoàn Tu La và quân đoàn Tà Sát, trong lòng Nguyên Duệ bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Khi ấy thần giới chìm trong hỗn loạn, Kiêm Hà rút về ma giới, nếu nhưng không phải có bảo lôi băng xương làm đầu tàu phòng tuyến thủ hộ, đại quân Thái Cổ Tiền Dân nhất định sẽ phái binh tới tấn công Thái Cổ Thần Giới. Là Thùy Hòa dốc sức chống trả, giúp đỡ thần giới chia sẻ áp lực, vẫn luôn gắng ngượng kiên trì mãi cho đến khi Mộ Dung Nguyên Duệ bước lên vương vị thái cổ thần giới, hoàn thành cơ đồ thống nhất nơi này. Cô đừng nên quá lo lắng, Thùy Hỏa cũng không phải thật sự đã quên đi tất cả." Kiêm Hà cất giọng an ủi, "Tôi trái lại không có vấn đề gì, chỉ là lo lắng trúc chiếu không chịu nổi uy lực tử thần của cô ấy." Mộ Dung khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói, dứt lời, Nguyên Duệ ra lệnh cho nữ thần phục thù ôm trúc chiếu ra ngoài bằng cửa hông. Chính trong lúc này, cửa chính bị một người đẩy ra, Lâm Thủy Hỏa khoác một thân khôi giáp tử thần chỉnh tề bước vào trong phòng. Tóc trắng như mây được buộc cao bằng thúc phát quan, dung nhan tuyệt thế không thể che giấu. Hắc phiêm trong mắt bừng bừng rực cháy, cháy càng dữ dội, hàn ý càng lạnh tới thấu xương. Đây là ngọn lửa của tử thần minh giới, là hồn linh bị tổn thương. Đôi môi đen như mực, mím lại sắc như lưỡi đao. Lưỡi hái tử thần hóa thành một con rắn đen trắng đan sen, cuộn thành một vòng trên cổ tay thủy hỏa. Tất cả những gì tồn tại vốn chỉ là hư ảo, vĩnh hằng tất cũng bị hủy diệt. muốn thoát khỏi sinh tử tuần hoàn, cách duy nhất chính là lãng quên, rắn nuốt đuôi, nuốt sạch cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, nuốt cả bản thân của ngày xưa, chính mình một lần nữa tái sinh từ trong hư vô. Thùy hỏa vốn cho rằng sau khi tái sinh sẽ quên đi tất cả, thế nhưng lại chẳng ngờ được bản thân vẫn lưu giữ những ký ức ban đầu. mà sở dĩ cô có thể làm được điều này là bởi vì đã khám phá ra bí mật của sự sống và cái chết, từ trong hủy diệt có thể thể ngộ được phép vĩnh sinh. Vĩnh sinh vốn là gốc rễ giúp thiên đạo có thể vượt lên trên vạn vật, thiên đạo không chết không diệt, mà thùy hỏa của bây giờ cũng có thể được coi là không diệt không chết. Chiến lực của cô hiện nay còn chưa đủ mạnh, thế nhưng trừ phi thiên đạo đích thân ra tay, chư thần trong khắp vạn giới không một kẻ nào có khả năng giết cô. Tử thần là vị thần vĩnh sinh bất tử. Hiện giờ thùy hỏa vẫn giữ nguyên dáng vẻ của tử thần minh giới kết hợp với hơi thở tử vong lạnh lẽo, thế nhưng thần cách của cô đã sớm thăng hoa vượt qua cả tử thần, đã tiến vô cùng gần tới cảnh giới của thiên đạo. Tiền thân của thiên đạo vốn là vị thần vĩ đại của cổ quốc, thực lực vốn đã đủ cường đại, lại trải qua vô số năm rèn luyện mới đạt được đến cảnh giới bây giờ. chương 1242, Mộ Dung Thổ Huyết 2 Mà Thùy Họa từ một oan hồn thiếu nữ nhà họ Lâm 400 năm trước bắt đầu tu hành, cùng với sự giúp đỡ của mệnh cách phá quân có thể đi đến ngày hôm nay, như vậy đã đủ để coi là người độc nhất vô nhị khắp trời đất này, thậm chí còn vượt qua cả ma đạo tổ sư tạ Mạt Lăng. 3.000 năm trước, thế nhân chỉ biết đến đạo tổ, chẳng chú ý đến phá quân của ma đạo. 3.000 năm sau, Thùy Họa dựa vào mệnh cách phá quân để xuất thế, khắp thiên hạ đều phải ngước nhìn hào quang của tử thần. Chỉ có điều nếu Thùy Họa không nói ra, không một ai biết thực lực hiện giờ của cô ấy, thuần quân và ngạo phong mặc dù có thể thấy được uy lực của lãnh địa tử thần, thế nhưng lại không hề hay biết cô đã khám phá ra bí mật vĩnh sinh đại đạo. Người khác không thể dò xét được thần uy ẩn giấu của tử thần, thế nhưng Trúc Chiếu nằm trong lòng nữ thần phục thù và U Huỳnh đang được băng xương nữ thần ôm lấy có thể cảm nhận được sự uy hiếp đến từ cô gái này. U Huỳnh là người đầu tiên vì kinh động mà tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, đôi mắt đen lúng liếng liếc quanh một vòng, cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào Thùy Họa, chỉ nhìn một cái liền hoa một tiếng, khóc thật to. Tiểu U Huỳnh vừa khóc, Tiểu Trúc Chiếu cũng bị kinh động mà tỉnh dậy. Giống y như chị gái nhỏ của cậu, Tiểu Trúc Chiếu mới nhìn Thùy Họa một cái liền nắm chặt tay khóc không ngừng hai tên nhóc nghịch ngợm cảm nhận được sự đe dọa đến từ Thùy Họa, mà Thùy Họa cũng có thể cảm nhận được hai cỗ tiên thiên lượng ý chi khí vô cùng khổng lồ trên người chúng, ấy chính là khí trí dương và khí trí em mờ. Trừ cái này ra, Thùy Họa còn phát giác ra trong thần hồn của hai đứa nhỏ có dấu ấn tinh hoa mặt trăng và mặt trời. Vốn dĩ Thùy Họa còn thấy vô cùng kỳ lạ về việc mộ dung nguyên duệ làm thế nào có thể khai mở thần nhãn, giờ đây trông thấy đôi trai gái này, cô cuối cùng cũng hiểu được. Trong phòng ánh mắt giao nhau, lũ trẻ khóc lóc không ngừng tội nghiệp hai tên nhóc con khóc lóc thê thảm như vậy mà chẳng nhận được chút an ủi nào ngay cả mẹ của bọn nó là mộ dung nguyên duệ cũng làm như không biết đôi mắt hoàn toàn tập trung trên người thùy họa kiêm hà định mở lời phá tan không khí kỳ quái này lại không biết nên bắt đầu từ đâu nguyên duệ là chủ mẫu của ma đạo thùy họa là vợ của tôi mà kiêm hà lại có danh phận đạo lữ tuy rằng cô vốn chẳng thèm để ý mấy chuyện danh phận này thế nhưng trong lòng cô tự biết rõ biện pháp giải quyết tốt nhất lúc này chính là giữ im lặng Tiếng khóc của U Huỳnh và Trúc Chiếu mỗi lúc một lớn, khóc tới nỗi khiến người ta phải đau lòng. Nữ thần phục thù và nữ thần băng xương liên tục nhìn mộ dung nguyên duệ, mà mộ dung nguyên duệ vẫn làm như không biết, vẻ mặt thờ ơ vẫn luôn nhìn chằm chằm Thùy Hòa. Lúc này Thùy Hòa cũng rời mắt khỏi hai đứa bé, bắt gặp ánh nhìn của mộ dung nguyên duệ. Ngọn lửa màu đen vẫn rừng rực cháy, khiến người khác không thể thăm dò được ý nghĩ của cô, lại càng không hề hay biết cô đã lấy lại ký ức ban đầu. Từ lúc Thùy Hòa đến đây, mộ dung nguyên duệ vẫn luôn dùng chiến thần chi đạo để che đi nỗi sợ hãi trong lòng tiếng khóc của lũ trẻ càng to nỗi sợ hãi cũng càng lúc càng lớn hơn chính trong lúc cô sắp không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi thùy hỏa đã cất tiếng bọn trẻ khóc ghê gớm như vậy có phải đã đói rồi không lời này vừa dứt giống như sấm sét giữa trời quang ai có thể ngờ được tử thần mang theo thần uy khủng bố như vậy tới chiến thần điện câu nói đầu tiên lại là quan tâm lũ nhóc có phải đói rồi hay không kiêm hạo ôm chán nguyên duệ cảm thấy bản thân xúc động sắp nôn ra cả chậu máu đến nơi trong lòng thầm nói tôi mới vừa đút hai đứa nó ăn no ngủ ngon nếu không phải cô đến đây thì chúng nó làm sao lại khóc ghê khóc gớm như thế thế nhưng cô vẫn chưa thể xác định mục đích thật sự của chuyến thăm này sắc mặt vẫn không hề thay đổi tử thần bệ hạ đại giá quang lâm không biết có chuyện gì không ta đến thăm con của cô thùy họa nhàn nhạt đáp dứt lời cô bước tới chỗ nữ thần phục thù trước khi vươn tay ôm lấy tiểu trúc chiếu Thùy Hỏa hỏi ta có thể ôm một chút không? Đương nhiên là được, lúc nói lời này, trong lòng Nguyên Duệ muốn trợn trắng mắt cả vạn lần. Lời nói và hành động của Thùy Hỏa vô hình chung luôn có thể khiến tam quan của mộ dung Nguyên Duệ phải sụp đổ. Đến giờ cô vẫn nhớ tới cảnh tượng lúc mới tiến vào quy khư, Thùy Hỏa ôm lấy cô, trao cho cô nụ hôn của thần chết, khi ấy cô quả thực bị cử chỉ tùy tiện của Thùy Hỏa dọa cho sợ tái mặt rồi. Hôm nay Thùy Hỏa mang theo thần uy khủng khiếp tới thăm chiến thần điện, dọa cho U Huỳnh Trúc chiếu khóc lóc không ngừng, vốn cho rằng người đến chẳng có ý tốt, ai ngờ được cô ấy tới là để nhìn lũ trẻ. Tiểu Trúc Chiếu vốn đang khóc lóc không ngừng, vừa được Thùy Họa ôm vào lòng, tiếng khóc bỗng dưng ngưng bặt. Đôi mắt đen lấy lộ ra vẻ tuổi thân, không phải bé không muốn khóc, mà là không dám khóc đó. Thùy Họa ngắm nghĩa tỉ mỉ một hồi, ngẩng đầu lên hỏi, hắn ta dù gì cũng tuấn tú tao nhã, người làm sao lại giúp hắn sinh ra một chú khỉ con xấu hóc thế này. Lời này vừa nói, mộ dung nguyên duệ suýt nữa thì hộp máu, chương 1243, điều kiện của tử thần 1. Mặc dù trong lòng Nguyên Duệ rất khó chịu khi nghe Thủy Hỏa chế diễu đứa con mình sinh ra giống hệt như một con khỉ xấu xí, nhưng cô ấy lại không mấy để tâm. Trước đây, trong lòng cô ấy hướng đến thiên hạ thương sinh, chỉ muốn tái hiện lại khung cảnh huy hoàng của tiên đạo. Trước khi thức tỉnh vận mệnh của Thái Cổ Chiến Thần, điều duy nhất mà mộ dung Nguyên Duệ mong muốn là cạnh tranh với Lâm Thủy Hỏa, tướng phá quân của Ma Đạo. Sau khi thức tỉnh vận mệnh của Thái Cổ Chiến Thần, cô ấy chuyển sang muốn cạnh tranh với thái cổ tử thần minh giới xét về thần uy giữa cô ấy và thùy hòa quả thật có sự cách biệt rất lớn cô ấy đã thua thảm bại trong trận chiến định mệnh giữa thái cổ chiến thần và thái cổ tử thần tuy nhiên mộ dung nguyên duệ lại không cảm thấy mình thua ngược lại còn cảm thấy mình mới là người giành chiến thắng cuối cùng dù tử thần có mạnh mẽ đến đâu thì cô ấy vẫn phải tự mình tận hưởng nỗi cô đơn lạc lõng suốt cuộc đời còn mộ dung nguyên duệ mặc dù gặp bất lợi trong sự nghiệp nhưng lại giành được hạnh phúc cả đời thùy họa ôm Trúc chiêu một lúc rồi trả Trúc chiêu cho nữ thần phục thù sau đó giang tay ôm u huỳnh cô em gái may mắn hơn có chút giống cô thùy họa nhìn u huỳnh bé bỏng một lúc gật đầu nói cảm ơn lời khen tặng của tử thần bệ hạ mộ dung nguyên duệ nói mộ dung cô không cần kiêu ngạo không xem ai ra gì vậy đâu cô đang nghĩ gì trong đầu đều không giấu được ta bộ cô tưởng sau khi có con thì ta thật sự sẽ là người cũ bị bỏ rơi sao trong mắt Thùy Hòa tất nhiên không lẫn một hạt cát nào, nghĩ gì nói đó. Ta không nghĩ như vậy, ngay từ đầu là cô chọn từ bỏ tất cả cơ mà. Nguyên Duệ bình tĩnh nói, đúng, đó quả thực là sự lựa chọn của ta, và ta chưa bao giờ hối hận. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, ha ha, hỏi thế gian tình yêu là cái gì, chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi. Nếu thật sự đã quên hết quá khứ, vậy tại sao cô lại có mặt ở đây? Sao vậy, dù sao cũng từng là vợ chồng, ta đến thăm con của anh ấy. Có chuyện gì không ổn sao? Không có gì sai hết, khi đám trẻ lớn lên, chúng nó sẽ gọi cô là gì? Giọng điệu của họ nghe rất bình tĩnh, vẻ mặt trông khá lãnh đạm, như thể họ là những người bạn cũ xa cách nhiều năm, nay có cơ hội gặp lại tâm sự, nhưng không hiểu sao Kiêm Hà tự dưng có cảm giác lạnh sống lưng, như thể họ đang ở trên chiến trường khói bụi mịt mù, khiến người ta có cảm giác họ đang dùng tiếng cười che đi sự máu lạnh chết chóc. Ngay cả nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết, hai vị thần không hề hay biết gì về mối thù của hai người họ, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ chỉ cảm thấy không khí giữa họ càng lúc càng nặng nề, nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhận ra hai người như sắp lao vào đánh nhau đến nơi, Kiêm Hà phải ra tay giải quyết ổn thỏa. Mộ Dung Nguyên Duệ mới vừa sinh con xong, còn đang ở cử, không thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ đáng sợ của tử thần. Nhưng điều khiến Kiêm Hà mừng thầm đó là, Thùy Hỏa càng oán hận Mộ Dung thì càng chứng tỏ cô ấy rất quan tâm đến quá khứ. Nói cách khác, cựu tướng Quân Lâm có thể đã trở về rồi. Chiến thần bệ hạ, tử thần bệ hạ, phía thái cổ tiên dân đã tập hợp một đội quân gồm 30 ngàn vạn binh lính, đóng quân cách đây 800 dặm, còn phái đế thích thiên làm chỉ huy, giao trọng trách dẫn quân tiên phong cho thiên tôn đảm nhận, bây giờ chúng ta nên giải quyết như thế nào đây? Kiêm Hà đề cập đến tình hình nguy cấp trước mắt, lời này vừa dứt, vẻ mặt Thùy Hỏa đã nghiêm nghị trở lại, Nguyên Duệ cũng cau mày lo lắng. Kể từ khi mộ dung Nguyên Duệ cai quản thần giới, đã chính thức tập hợp quân đội. Còn phía doanh trại thiên đạo bắt đầu tiến hành luyện binh, chọn ra những binh sĩ xuất sắc nhất để đối kháng lại lực lượng đồng minh của Thái Cổ Tam Giới. Thái Cổ Tam Giới không còn hùng mạnh như xưa, chư thần thế hệ mới cũng kém cạnh hơn khá nhiều so với đời trước. Mà phe cánh Thái Cổ Tiên Dân sau khi gia nhập doanh trải thiên đạo, lại được thiên đạo ban cho cơ duyên tu luyện, thực lực cũng nhờ thế mà phát triển vượt trội. Thiên đạo là người khai sáng ra hệ thống tu hành đạo môn ở nhân gian, cũng là người hạn chế nhận thức về sức mạnh hỗn độn bổn nguyên của chúng sinh trong tam đạo và lục đạo. Tuy nhiên, hắn ta không áp đặt bất kỳ hạn chế nào cho thái cổ tiên dân, trái lại, hắn ta còn tự mình khai sáng cho họ phương pháp tu luyện, giúp họ tiếp thu được sức mạnh hỗn độn bổn nguyên. Thế gió đổi chiều, sức mạnh quân sự tổng thể của đội quân thái cổ tiên dân hùng hậu hơn thái cổ tam giới rất nhiều. Cho dù thiên đạo không xuất hiện, đội quân của thái cổ tiên dân vẫn đủ tự tin có thể tiêu diệt thái cổ thần ma tại hư không, không để họ tiến gần ngân hà nửa bước. Tuy nhiên, tử thần Thùy Hỏa đã tiêu diệt quân đoàn Tu La và quân đoàn Tà Ác, đánh phủ đầu đại quân Thái Cổ Tiên Dân, đồng thời trực tiếp cảnh cáo Thiên Tôn và Đế Thích Hoang. Lần này, Thái Cổ Tiên Dân tập hợp 3.000 vạn binh sĩ, dùng hết sức lực, chư thần tự mình ra trận, thành lập nên một liên minh đóng quân cách đây 800 dặm, cho thấy bọn chúng đã có lòng rẻ chừng Thái Cổ Thần Ma. Trước khi thiên đạo thoát khỏi nhân gian, trong vũ trụ đã có nhiều nguy cơ tiềm tàn rồi. 3.000 vạn đại quân Thái Cổ Tiên Dân chính là chướng ngại vật khó bề dẹp yên của Thái Cổ Thần Ma, mà đằng sau bọn chúng còn có tứ linh thần thú thiên khiển quân, đội quân trực thuộc thiên đạo, ngày đêm canh giữ phòng tuyến. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi đội quân đều có thể dễ dàng nghiền nát mọi thứ cản đường chúng. Bốn đội quân xuất hiện cùng lúc, bao vây cả vũ trụ, trở thành kẻ thù số một tại nơi đây. Lý do Thái Cổ Tiên Minh nằm gọn trong lòng bàn tay thiên đạo là bởi vì thiên đạo phái ra đội quân tứ linh thần thú thiên khiển đến chân áp. Tứ linh thần thú được thiên đạo tạo ra sau khi mất đi U Huỳnh và Trúc Chiêu, lấy hai nguồn linh cảm từ tiên thiên, hao tốn rất nhiều công sức để nuôi dưỡng như ngày hôm nay. Thanh Long trông coi sinh, Bạch Hổ nắm giữ giết chóc, Chu Tước cai quản động, Huyền Vũ điều khiển võ. Chương 1244, điều kiện của tử thần 2. Sự sống vô tận, giết chóc không ngừng nghỉ, lặng lẽ quan sát vực thẳm, như sấm xét xuyên qua chín tầng trời. Suốt mấy ngàn năm dài đằng đẵng, Thiên đạo đã sớm lên tính toán chu toàn, không chỉ cải thiện đạo hành của mình, còn lôi kéo thế lực của Thái Cổ Tiên dân, đồng thời dốc lòng nuôi dưỡng đội quân tứ linh thần thú thiên khiển giống như chỉ khi tất cả chúng sinh đoàn kết lại mới có thể đánh bại thiên đạo thiên đạo đã sớm nhận ra nếu chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình thì tuyệt đối không phải là đối thủ của vận mệnh vì vậy người vẫn luôn ám binh bất động như hắn ta vừa hành động đã tạo ra sóng gió long trời lở đất sau khi tiêu diệt tất cả chúng sinh vận mệnh cũng sẽ theo đó mà sụp đổ bởi vì vận mệnh là nguồn linh cảm và niềm tin bất diệt vô tình được ngưng kết nhờ tất cả chúng sinh nếu họ không tồn tại nữa thì làm sao có vận mệnh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Kiêm Hà bất giác run rẩy, cô ấy vô cùng lo lắng cho tương lai của ma đạo và con dân ma đạo, muốn chiến thắng thiên đạo nào phải chuyện dễ dàng gì. Không cần nói tới đội quân tứ linh thần thú thiên khiển còn chưa xuất binh, chỉ mỗi mình kẻ địch đang lâm le ngoài kia, thiên tôn đã xuất chiến thử hỏi ai đủ sức ngăn cản. Thiên tôn, chiến binh hung hãn nhất thái cổ, tuy ông ta cũng giống như hình thiên ở thời viễn cổ hồng hoàng, nhưng cảnh giới tu luyện giữa hai tên này có sự cách biệt khá lớn. Sức chiến đấu của Hình Thiên không bằng Đạo Tổ, nhưng Thiên Tôn trời sinh đã có thân xác ma thần, sức mạnh của ông ta ngày càng tăng cao. Ngay khi còn nhỏ đã có chiến lược ngang tầm với Thái cổ thần ma. Khi Thiên đạo tiêu diệt Thái cổ tam giới, chiến lược của Thiên tôn đã đạt đến trình độ của Thái cổ thần vương và Thái cổ ma đế. Thái cổ tam giới đã bị tiêu diệt một lần, thần vương và ma đế đều trở về với cát bụi. Nhưng Thiên tôn vẫn luôn sống trong thế giới của họ không ngừng ngày đêm tu luyện. Bây giờ sức chiến đấu của thiên tôn đã đạt đến trình độ thâm sâu khó dò, chắc chắn không thua kém gì đế thích thiên. Lần này đại quân thái cổ tiên dân phát binh, thiên tôn là vị tướng tiên phong trực hệ dưới quyền thiên đạo. Thế nhưng dù đã lật tung hết hai giới thần ma, kiêm hà cũng không tìm thấy ai đủ sức làm đối thủ của ông ta. Tại ma giới, chiến lược của kiêm hà là mạnh nhất. Sau đó đến lượt ngạo phong nhảy vọt lên đỉnh cao. Đáng tiếc, sức mạnh của hạt giống ma đã bị thời gian bào mòn khá lâu. Ngạo Phong chỉ có thể hấp thu bấy nhiêu đó thôi, tuy cậu ấy đã sở hữu uy lực đáng sợ của rồng sa ngã, nhưng chiến lực của cậu ấy vẫn không đủ trình độ vượt qua ma đế. Trong số chư thần của thần giới, nhờ nắm giữ hỗn độn thần nhãn, nên mộ dung nguyên duệ vốn dĩ người mạnh nhất, tuy nhiên, sau khi mang thai và sinh con, cơ thể mộ dung đã suy nhược trầm trọng, sức lực bây giờ còn không sánh bằng một dũng sĩ chiến thần bình thường. Về phần các thần minh khác, dù là thần quang minh, hải thần, hay nữ thần phục thù, thì đều kém xa thuần quân. Sau khi hấp thụ và dung hợp linh cảm tà ác của kiếm La Hầu, Thuần Quân đã thức tỉnh sức mạnh bổn nguyên của kiếm, từ đó trở thành quân chủ của trăm binh khí. Thuần Quân rút kiếm ra khỏi vỏ, trăm binh sĩ cũng phải đầu hàng quy phục. Tuy nhiên, sức mạnh điều khiển huy động lực lượng của Thuần Quân chỉ có tác dụng với thần binh, tu vi kiếm đạo của cô ấy không tài giỏi bằng kiếm thái sơ của Lữ Thuần Dương, cũng không cao thâm bằng kiếm ý hỗn độn của tôi. Tu luyện kiếm đạo có thể theo hai hướng, một là thái sơ, hai là hỗn độn. Tương tự như vậy, một thanh kiếm cũng có hai mặt nó có thể chém về thái sơ hoặc hướng mũi kiếm về phía hỗn độn đáng tiếc quyền lựa chọn của kiếm không chỉ nằm trong tay nó mà còn phụ thuộc vào người cầm kiếm điều này đã định sẵn cô ấy chỉ có được uy lực của kiếm bổn nguyên nhưng không thể bước lên đỉnh cao trong giới kiếm đạo bởi vì cô ấy không có quyền chọn lựa tôi từng nghĩ sau khi thuần quân thức tỉnh bổn nguyên cô ấy sẽ có thể tiến xa hơn trên con đường tu luyện kiếm đạo thật không ngờ kể từ ngày kiếm linh của thuần quân thức tỉnh số phận đã định sẵn cô ấy chỉ có thể trở thành quân chủ của trăm vạn binh khí thôi. Cô ấy có thể khống chế vận mệnh của thần khí, đồng thời đã phong ấn vận mệnh của chính mình vào trong thanh kiếm. Đây có lẽ là nỗi buồn chua chát của cô ấy, hoặc cũng có thể nói cô ấy may mắn, bởi vì rèn kiếm dễ hơn tu luyện thành người nhiều. Kiêm hà lục tung khắp hai giới thần ma, nhưng không tìm thấy ai đủ sức đối đầu trực diện với thiên tôn. Nên giờ đây chỉ đành đặt hy vọng vào thái cổ minh giới, và người mạnh nhất thái cổ minh giới không ai khác chính là Thủy Họa. Dù Kiêm Hà không biết sức mạnh chiến đấu thực sự của Thùy Hỏa đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng cô ấy chỉ còn cách đặt cược vào cơ thể bất tử của Thùy Hỏa, hy vọng Thùy Hỏa có thể dùng nó để chặn đánh đòn sát thủ của Thiên Tôn. Ta có thể chiến đấu với Thiên Tôn, nhưng ta có một điều kiện. Thùy Hỏa nói, điều kiện gì? Mộ Dung Nguyên dậy hỏi, nếu ta giành được linh hồn của Thiên Tôn, cô phải giao con trai của cô cho ta nuôi dưỡng. Tại sao chứ? Mộ Dung Nguyên dậy sửng suốt hét lên, chẳng vì sao hết, đơn giản vì không muốn để cô sống yên ổn thôi. Được, ta đồng ý với cô, chương 1245, tử thần xuất binh 1. Nếu Thủy Họa giết được thiên tôn, cô thật sự sẽ đồng ý để cô ấy nuôi dưỡng trúc chiêu sao? Sau khi tử thần xoay người rời đi, Kiêm Hà vội bước tới hỏi mộ dung nguyên duệ. Ừ, mộ dung nguyên duệ gật đầu, cô nỡ sao, tôi không có sức mạnh tự mình bảo vệ đám trẻ. Tôi đã sớm biết điều này từ giây phút sinh ra hai đứa nó rồi. Hơn nữa, tôi luôn có cảm giác hai đứa nó không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác đưa đi thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ nắm giữ đạo chiến thần, linh cảm của cô ấy rất nhạy bén, mặc dù cô ấy không biết thiên đạo có quan hệ gì với Trúc Chiêu và U Huỳnh, nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn có chút dự cảm không lành. Rõ ràng hai đứa trẻ chính là máu thịt sinh ra từ người cô ấy, sau này sẽ là thánh tử và thánh nữ của ma đạo, thế nhưng mộ dung nguyên duệ lại có cảm giác như mình chỉ đang làm không công cho kẻ khác. Mỗi khi nghĩ đến điều đáng sợ này, sống lưng của cô ấy đột nhiên lạnh buốt đôi khi cô ấy còn hối hận vì đã sinh ra hai đứa trẻ cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ ngủ ngon lành sau khi no căng bụng nguyên duệ liền nghĩ mặc kệ sắp tới có xảy ra chuyện bất chắc gì mọi hy sinh đều vô cùng đáng giá có lẽ các bà mẹ trên thế giới đều giống như cô ấy dù tương lai của con mình có ra sao đi chăng nữa thì họ cũng chỉ muốn làm tròn bổn phận của người làm mẹ hai vị thánh thú có lai lịch đáng sợ như thế nào không ai là không biết làm sao có người dám lợi dụng hai đứa trẻ chứ kiêm hà hỏi tôi cũng không rõ nữa đây chính là điều tôi lo lắng nhất chẳng lẽ là thiên đạo sao kiêm hà suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi không có cách nào thăm dò ý đồ của thiên đạo nhưng có thể không chỉ có mỗi hắn ta đâu trong vũ trụ sâu thẳm ngoài kia còn có nhiều cường giả trí tôn mà chúng ta chưa bao giờ biết tới từ khi đến thái cổ thần giới tôi phát hiện thuật do thám của đạo chiến thần bị kẻ khác hạn chế sau khi lật tung hết mấy cuốn điển tích trong điện vạn thần tôi mới hiểu không phải đạo chiến thần của tôi bị hạn chế mà là kiến thức của tôi quá hạn hẹp hư không vũ trụ minh mông rộng lớn hơn gấp mấy lần những gì được lưu truyền tại nhân gian có lẽ thiên đạo không phải là cường giả trí tôn duy nhất ở đây đâu mộ dung nguyên duệ nói thiên đạo còn có đối thủ sao kiêm hà kinh ngạc hỏi trước khi thần giới xuất binh tôi từng đến thăm tộc thái cổ lôi thần trong điện lôi thần tôi may mắn giải mã được phiến đá khắc những bí mật do thế hệ thái cổ lôi thần đầu tiên lưu giữ lại trong đó có kể về cường giả trí tôn đại quân ác ma hư không. Thái cổ lôi thần là vị thần sáng lập ra thái cổ thần giới, có thể nói nếu không có thái cổ lôi thần thì sẽ không có thái cổ thần giới. Truyền thuyết của thần giới kể lại rằng, thái cổ lôi thần lính ngộ sức mạnh của sấm sét rồi ngưng tụ thần cách của mình, nhưng trên phiến đá kia lại không ghi như vậy. Phiến đá của thái cổ lôi thần không sử dụng ngôn ngữ thường ngày mà chư thần hay dùng, kể từ khi tộc lôi thần sa sút vô số thần minh đã cố gắng giải mã bí ẩn được khắc trên phiến đá đó, nhưng rất tiếc chưa có ai thực hiện được điều đó mộ dung nguyên duệ cũng không thể giải mã được những chữ khác trên phiến đá nhưng đột nhiên linh cảm hiện lên trong đầu cô ấy mở hỗn độn thần nhãn soi lên phiến đá sau đó những ký tự khó hiểu bỗng dưng hiện ra nội dung rõ ràng từng câu từng chữ bay vào thức hải của cô ấy từ đó biết được bí mật về thân thế thật sự của thái cổ lôi thần hóa ra thái cổ lôi thần không phải là cư dân bản địa sinh sống tại thái cổ thần giới ông ấy đến từ vũ trụ hư không từ thế giới bị đại quân hư không tiêu diệt lánh nạn đến đây trên ghi chép có nói, đại quân hư không nắm giữ sức mạnh gần như sánh ngang với thiên đạo, ít nhất hai người họ có cùng cấp bậc với nhau. Lời nói của mộ dung nguyên duệ khiến kiêm hà sửng sốt không nói nên lời, bởi vì từ trước đến nay, kiến thức về thế giới mà họ biết chính là thái cổ tam giới đại diện cho quá khứ, nhân gian tam giới đại diện cho hiện tại, và tương lai vẫn chưa đoán trước được. Tuy nhiên, theo ý của mộ dung nguyên duệ, thái cổ tam giới có thể chỉ đại diện cho một phần quá khứ của vũ trụ, và trước thái cổ tam giới, Vũ trụ có khả năng vẫn còn một khoảng thời gian xa xưa bị lãng quên. Đại Quân Hư không là một trong những cường giả nắm quyền cai quản thời gian dài đằng đẵng trong quá khứ, mà theo ghi chép do Thái Cổ Lôi Thần để lại, rất có thể ông ta vẫn còn sống. Nếu Đại Quân Hư không vẫn còn sống, tại sao không ra tay tranh đoạt nhân gian tam giới với Thiên Đạo chứ? Dù sao, nhân gian tam giới mới hiện tại của vũ trụ. Không, mặc dù tôi không biết có bao nhiêu cường giả giống như Đại Quân Hư không còn tồn tại ngoài vũ trụ, nhưng một điều chắc chắn đó là không ai trong số họ đủ sức đánh bại được thiên đạo. Nếu không, thế giới này cũng sẽ không được như ngày hôm nay đâu. Với lại, tôi nghi ngờ thiên đạo chính là một trong những cường giả còn sống sót qua giai đoạn thời gian dài đó. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, nhưng theo ghi chép trong đạo tàng, không phải đã nói thiên đạo xuất hiện sau thái cổ tam giới cơ mà. Kiêm Hà Nghi hoặc hỏi, lúc đầu tôi cũng khó hiểu, nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu thiên đạo thực sự được phong thần sau thái cổ tam giới, làm sao hắn có thể thần thông quảng đại đến mức một tay nắm gọn Thái Cổ Tam Giới, sau đó cai quản nhân gian? Quan trọng nhất là, nếu như Thiên Đạo chỉ là bậc hậu bối, cô nghĩ vận mệnh sẽ cho hắn ta cơ hội quật khởi hay sao? Mộ Dung Nguyên duệ nói, Kiêm Hà đành im lặng, vì cô ấy không có cách nào để bác bỏ những gì Mộ Dung Nguyên duệ nói. Chương 1246: Tử thần xuất binh khai. Sức mạnh của vận mệnh được phân bổ khắp nơi, không thể buông tha cho mối nguy hiểm tiềm ẩn là Thiên Đạo mà dù thiên đạo có thể lừa gạt tất cả chúng sinh, nhưng hắn không thể thoát khỏi bàn tay của vận mệnh. Vận mệnh là niềm tin tín ngưỡng do chúng sinh sống dưới trời đất ngưng kết thành, mà thiên đạo lại là một phần của chúng sinh. Tuy nhiên, mặc dù họ đoán được thiên đạo có thể đến từ thời xa xưa, nhưng cả hai đều không đoán ra thân phận lai lịch của thiên đạo, bởi vì họ hoàn toàn mù tịt thông tin về thời đại đó, không ai biết chính xác những chuyện đã xảy ra khi xưa. Người mà tôi kính phục nhất là ma đạo tổ sư, tạ mạt lăng, người sáng lập ra ma đạo. Ông ấy đã đề xuất ra giáo lý chúng sinh đều bình đẳng, không phân biệt giống loài từ cách đây 3.000 năm trước. Sau này, ông ấy cũng tính thiên đạo vào trong đó luôn. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, đạo tổ tiền nhiệm quả thực rất vĩ đại, nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy người mà cô ngưỡng mộ nhất chính là Tạ Lan. Kiêm Hà nói, Tạ Lan không đáng để người ta ngưỡng mộ đâu. Mộ Dung Nguyên Duệ mỉm cười nói, thật sao, Kiêm Hà sừng sốt hỏi, Tạ Lan quả thực không đáng để ngưỡng mộ, bất luận là tài năng, vốn hiểu biết, thành tựu hay khí chất anh hùng của anh ấy đều kém xa Tạ Mạt Lăng. Đó là lý do tại sao Tạ Mạt Lăng có thể du hành khắp tam giới, trở thành người đầu tiên xứng đáng đối đầu với thiên đạo. Nếu đã như vậy, vì sao cô lại yêu Tạ Lan, thậm chí còn đồng ý sinh ra người thừa kế cho anh ấy? Ha ha, dù anh ấy không đáng để tôi ngưỡng mộ, nhưng anh ấy xứng đáng được yêu. Anh ấy là một người bình thường có máu thịt, thâm tình vĩnh viễn không thay đổi. Tuy anh ấy làm việc không đủ quyết đoán và phóng khoáng như Tạ Mạt Lăng, nhưng dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào anh ấy cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh ấy vẫn luôn gánh vác trách nhiệm giữ vững cờ chiêu hồn, cô có từng thấy anh ấy trần trừ dự lần nào chưa? Cô cũng từng là người gánh vác trách nhiệm cờ chiêu hồn của tiên đạo mà. Cái đó hoàn toàn khác nhau, mặc dù trách nhiệm gánh vác cờ chiêu hồn tiên đạo rất nặng nề, nhưng không phải mình tôi gánh vác nó. Côn lôn tổ đình, tiên ban thiên đình, tử vi đại đế, đáng ma tổ sư, bọn họ đều có thể được xem là người cầm cờ tiên đạo nhưng phía ma đạo thì có những ai đâu, một thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, một cô hồn giả dạ quỷ dưới sông Hoàng Hà, ngoài những người này ra thì ma đạo còn gì nữa đâu. Khi ma đạo tái khởi, quả thật không có gì trong tay. Khi chúng tôi đặt chân tới hàn hoang, cũng chỉ có một tòa thành thanh khâu trống rỗng. Cô cảm thấy Thủy Hỏa đã hồi phục trí nhớ hay chưa? Nghe thấy mộ dung nguyên duệ nhắc tới cô hồn giả dạ quỷ của sông Hoàng Hà, kiêm hà vội vàng hỏi. Cô ấy chưa từng quên đi, thì cần gì thắc mắc có nhớ hay không, tôi đồng ý giao trúc chiêu cho cô ấy nuôi dưỡng chính vì tôi biết chỉ cần cô ấy còn sống sẽ không bao giờ bạc đãi con trai của tạ lan ôi kiêm hà thở dài sao cô lại thở dài mộ dung nguyên dậy hỏi tôi nghĩ dù tôi và thùy hỏa có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của cô bây giờ tôi chỉ lo lắng một chuyện chuyện gì cơ không biết chị thùy hỏa có đánh bại được thiên tôn hay không lời này vừa dứt ngoài cửa đã có người tới báo tin bẩm báo chiến thần bệ hạ tử thần bệ hạ đang dẫn theo đội quân tử thần hướng về tiền tuyến, muốn cùng quyết chiến với thiên tôn. Ta biết rồi, truyền lệnh của ta, tập hợp chư thần chuẩn bị phát binh. Vâng hạ, à, sau khi quan truyền lời thoái lui, Kiêm Hà đột nhiên đứng dậy, nói lời tạm biệt, Thủy Hỏa đã xuất binh, tôi phải lập tức trở về chiến hạm ma giới túc trực viện trợ cho cô ấy. Được, tôi cũng sẽ phái thuần quân giám sát chặt chẽ tình hình chiến đấu, bảo đảm an toàn cho Thủy Hỏa. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, thuần quân đến đây để bảo vệ cô, nếu cô ấy cũng ra tiền tuyến thì ai sẽ bảo vệ an toàn cho ba mẹ con cô mộ dung nguyên duệ nhìn nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết rồi nói có hai người họ đã đủ rồi chúng tôi nguyện chết để bảo vệ an toàn cho chủ mẫu đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết ngay lập tức sóng giặc hét to khẩu hiệu của đệ tử ma đạo sau khi kiêm hà rời đi mộ dung nguyên duệ lấy ra một cây kim ngọc đâm vào ngón giữa của trúc chiêu và u huỳnh lấy một giọt máu bôi vào huyệt thần đình giữa lông mày Hai đứa nhỏ bị mẹ đâm chảy máu, ấm ức khóc lớn, dỗ dành cỡ nào cũng không chịu nín. Còn khóc nữa thì mẹ sẽ không cho bú sữa nữa đâu. Mộ Dung Nguyên rời nghiêm khắc cảnh cáo, tiếng khóc cũng đột nhiên ngừng lại. Sau khi tinh huyết của U Huỳnh và Trúc Chiêu bôi lên huyệt thần đình, cơ thể suy nhược của Mộ Dung Nguyên Duệ bắt đầu thay đổi, huyền quan từ từ dung hòa âm dương, khí tức tiên thiên ngũ hành cũng không ngừng lưu truyền. Đợi khi thần nhãn giữa hai hàng lông mày thoát ẩn thoát hiện lộ diện ra ngoài, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng bắt đầu mặc chiến giáp. Chủ mẫu, người muốn làm gì? Nữ thần phục thù hỏi. Dù sao tử thần cũng từng là đệ tử của ma đạo, thân là chủ mẫu ma đạo, ta không thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy chết được. chương 1247, Tam giới quân uy 1. Thiên đạo đóng quân cách đó 800 dặm, có tổng cộng 3.000 vạn đại quân thái cổ tiên dân, binh lực hùng hậu trấn áp tứ phương, tinh tú xung quanh mất đi ánh hào quang, hàng ngàn người bỏ chạy lánh nạn. Tuy nhiên, nếu xét về quân số, thì liên minh thái cổ tam giới vẫn áp đảo hơn nhiều sau khi Kiêm Hà quay trở lại ma giới đã tiến hành tái thiết lại quân đội, rồi phái ra 1.200 vạn đại quân quay ngược về hư không chi viện. Dưới trướng cô ấy có 11 vị ma chủ trí tôn, bao gồm cả ma đế chủ nhân thương ma, ngoài ra, Kiêm Hà còn cho chế tạo ra 12 chiến thuyền ma tộc kiên cố chắc chắn. Lần này trở về, Kiêm Hà đã bỏ huyễn ma thập tam thần liệt trận của tộc mình, hợp sức với 11 vị ma chủ khác thành lập nên một liên minh, còn mời ma long xa ngã ngạo phong làm mắt trận đem 1.200 vạn binh tinh nhuệ ma tộc luyện thành một trận pháp ma phệ tinh không. Bản tính ma tộc vốn khát máu điên cuồng, nay còn được ma long xa ngã ngạo phong ảnh hưởng, ma ý điên cuồng bên trong cơ thể ma tộc thức tình, bạo phát ra luôn sức mà tà ác đáng sợ. Kiêm hà nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu ác ma lãnh chủ, tạo ra trận pháp ma phệ tinh không, khi trận pháp mới được hình thành, nó đã bùng phát ma ý vô tận, như muốn nuốt chửng ngàn ngàn hàng vạn tinh tú ngoài vũ trụ. 12 ma tộc mạnh nhất, đã chiêu mộ những ma tộc vừa và nhỏ trong thái cổ ma giới, tập hợp thành 12 quân đoàn ma binh tinh nhuệ, nối đuôi nhau hành động. Vừa có thể lần lượt tấn công theo quy mô nhỏ, vừa có thể ồ ạt càn quét quân thù, giống như hàng trăm hàng ngàn ma đao xâm nhập vào bên trong lòng quân địch, tiêu diệt linh hồn của chúng. Trong trận pháp, tà niệm của ma long sa ngã cũng vô cùng cao thâm khó lường, bất cứ ai xâm nhập vào trận pháp này, chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu ngàn trượng, vĩnh viễn xa lầy vào ma trướng. Ma phê tinh không trận, chính là con át chủ bài mạnh nhất mà thái cổ ma giới thời này có thể tạo ra. Mặc dù ma ý đã suy yếu hơn khá nhiều so với thời kỳ tranh quyền tranh bá của ma tộc ngày trước, nhưng mà, nhờ ma long sa ngã ngạo phong gia nhập cũng đủ bù đắp phần nào sự chênh lệch này. Có thể tạo ra trận pháp ma phệ tinh không bùng phát ma ý vô tận ngay trước khi lâm trận, ngay cả Thùy Hỏa cũng phải thầm khen ngợi năng lực của Kiêm Hà, chiến thần mộ dung nguyên rợi càng thêm vui mừng khôn xiết, cũng chịu không ít áp lực tinh thần. Kiêm Hà có thể thi triển kỹ năng lợi hại như vậy thân là thái cổ thần vương của thần giới, mộ dung nguyên duệ đương nhiên không chịu tụt lại phía sau. Kỳ thực là, lần xuất quân này của thái cổ tam giới, thần giới hoàn toàn chiếm vị trí độc tôn. Ma giới phái 1.200 vạn quân, về phía minh giới, do tử thần vẫn luôn túc trực tác chiến ở hư không, chưa quay lại minh giới tập kết lại quân đội, nên quân số của tử thần chỉ có 600 vạn binh tinh nhuệ. Lần này, thần giới đã tập hợp được hơn 2.000 vạn quân, còn nhiều hơn số quân của ma giới và minh giới cộng lại chiến thần xuất trận, quân số càng nhiều càng tốt. Mộ Dung Nguyên Duệ chưa bao giờ chê quân số quá đông, bởi vì cô ấy có thể triệu hồi tứ đại phân thần phối hợp với bổn tôn cùng nhau chỉ huy quân đội, dễ dàng nắm gọn đại quân 2000 vạn quân trong lòng bàn tay. Đương nhiên, do thần giới mới vừa thống nhất cách đây không lâu, chư thần còn chưa thể phối hợp ăn ý với nhau, nên việc liên minh giữa các quân đoàn khó có thể đạt được độ hoàn hảo tuyệt đối, cho dù đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ có lợi hại cách mấy, cũng không thể theo sát từng hành động từng lời nói của quân lính vì vậy để tránh xảy ra thiếu sót mộ dung nguyên duệ đã phân bổ ra ngũ hệ tiên thiên phối hợp với từng nhóm thần vực tiên thiên ngũ hành của cô ấy sau cái chết của thần thái dương tộc nhân của ông ấy giao lại cho tộc thần quang minh cai quản tập hợp hết các thần tộc thiên về ánh sáng và lửa rồi sáp nhập họ vào quân đoàn tiên thiên ly hỏa của tộc chiến thần nhằm xây dựng quân đoàn quang minh hỏa diệp do thần quang minh làm tổng tư lệnh thành lập cơ cấu nội các quang minh nhóm tộc thần hệ thủy như tộc băng tuyết tộc phong thần tộc hải thần các tộc ven sông Hồ đều được sáp nhập vào quân đoàn tiên thiên ngưng thủy của tộc chiến thần, xây dựng quân đoàn băng tuyết triều tịch, do nữ thần băng tuyết làm chỉ huy, thành lập cơ cấu nội các triều tịch. Nhóm tộc thần có sức mạnh bổn nguyên hỗn độn cùng hệ tu hành tương tự như mậu thổ như tộc nữ thần phục thù, thần hoang dã, cùng các tộc thần sống tại núi đá hay sa mạc, thì được sáp nhập vào quân đoàn tiên thiên mậu thổ của chiến thần, do nữ thần phục thù làm chỉ huy, xây dựng nên cơ cấu nội các hắc ám chương 1248, Tam giới quân uy 2. Nhóm thần tộc mang tín ngưỡng thờ phụng sinh trưởng tự nhiên và sức mạnh hỗn độn bản nguyên như nữ thần tự nhiên, thần rừng, thần bách hoa, kể cả kẻ bại trận như lạp thần, đều được sát nhập vào quân đoàn tiên thiên ất mộc của chiến thần, để thành lập quân đoàn phục hồi chi phong ngọn gió phục hồi do nữ thần tự nhiên giữ vai trò tổng tư lệnh, xây dựng quân đoàn lục phong. Mặc dù nữ thần tự nhiên là kẻ xảo quyệt và dễ thay đổi chủ ý, nhưng kể từ khi mộ dung nguyên duệ trở thành thái cổ thần vương, bà ấy từ bỏ mọi suy tính trước đây một lòng trung thành với chiến thần mà mộ dung nguyên duệ cũng thực sự đánh giá cao sức mạnh tự nhiên của bà ấy quân đoàn cuối cùng do mộ dung nguyên duệ thành lập được gọi là quân đoàn lợi đao và tất nhiên đây chính là quân đoàn mạnh nhất quân đoàn canh kim của tộc chiến thần hợp nhất với tộc kiếm thần tộc lôi thần và các tộc thái cổ thần có quân lực hùng hậu khác thống soái của quân đoàn lợi đao tất nhiên cũng chính là thuần quân dùng danh nghĩa quân chủ của trăm binh khí thuần quân đã ban cho quân đoàn lợi đao luồng ánh sáng giết chóc vô tận trở thành con át chủ bài mạnh nhất của mộ dung nguyên duệ năm đội quân chiến thần xuất hiện cùng nhau phát động hàng loạt cuộc tấn công sức mạnh về mặt quân sự hoàn toàn áp đảo đè bẹp ma ý của đại quân ma giới kiêm hà buộc phải công nhận mộ dung nguyên duệ xứng đáng với danh hiệu chiến thần nếu như cô ấy phải chỉ huy hơn hai ngàn vạn binh lính của thần giới dù có nhiều tham vọng đến đâu cũng lực bất tòng tâm điều mấu chốt là mộ dung nguyên duệ giỏi thu phục lòng người biết rất rõ tâm tư của chư thần khi nào cần cứng rắn quyết không do dự trần trừ khi nào cần mềm mỏng thì lại uyển chuyển thay đổi ngay cả khi cơ thể cô ấy suy nhược trầm trọng vì sinh nở cũng không có vị thần nào dám lên tiếng phản đối cô ấy tất nhiên điều này cũng có liên quan đến sát khí canh kim của thuần quân chỉ cần thuần quân vẫn ở bên cạnh mộ dung nguyên duệ thái cổ thần giới mãi mãi tôn thờ mộ dung nguyên duệ ma giới đã rất mạnh thần giới còn mạnh hơn nhưng hai đại quân này đều không thể đảm nhận vị trí chủ công bởi vì tử thần đã dùng thực lực để chứng minh, cô ấy mới là người nắm giữ quan trọng nhất trong liên minh tam giới. Đương nhiên, Kiêm Hà sẽ không đi so đo chuyện này, còn Mộ Dung Nguyên Duệ dù rất muốn tranh giành chiến công, nhưng vì phải chăm sóc Trúc Chiêu và U Huỳnh nên đành lực bất tòng tâm. Sau khi Chiêu Mộ được đội quân thái cổ tiên dân như Tứ Cực Ác Thần và Tướng Quân Đoạn Ly, sức chiến của Thủy Hỏa đã được cải thiện lên đáng kể. Trước đây trong quân đoàn tử thần, ngoại trừ tử thần ra, các tướng cấp cao đều khá yếu kém. Sức chiến đấu của chủ mẫu oán linh tương đương với thần trung cấp trong thần giới, bất hủ thi vương miễn cưỡng mới được liệt vào thần cấp cao, sức chiến đấu của bốn hiệp sĩ tử thần còn thảm hại hơn, chỉ được coi là thần cấp thấp. Vẫn là câu nói đó, mọi quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay tử thần, chỉ cần tử thần không chết thì minh giới sẽ không bị đánh bại. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa, tứ đại ác thần đều là những vị thần cấp cao, sau khi ma tướng Đoạn Ly hấp thụ dòng máu của Minh Hà lão tổ, trở thành hiệp sĩ Tu La, sức mạnh của ông ta không hề kém cạnh Tu La Vương đời trước. Ngoài có tử thần làm chỗ dựa, ưu điểm của quân đoàn tử thần là pháo đài băng xương kiên cố. Trong suốt các trận ác chiến trước đây, Thùy Họa thường dùng hồn năng của mình để đúc luyện cho pháo đài băng xương, giúp nó ngày càng kiên cố, khí lạnh tỏa ra từ nó đã thâm nhập vào tận xương tủy của kẻ thù. Ngay cả khi không có tử thần canh giữ, pháo đài băng xương vẫn đủ sức chống chịu đợt tấn công vũ bão của kẻ thù. Không ai dám tưởng tượng, có một ngày pháo đài băng sương bị kẻ thù phá hủy. Đều có thể nghĩ đến chỉ là, nếu như pháo đài băng sương bị chọc thủng, chỉ tính riêng lượng tuyết đổ xuống cũng đủ vùi lấp hàng ngàn vì tinh tú rồi. Tử thần chiếm giữ vị trí trung tâm, kiêm hà đứng bên phải và mộ dung đứng ở bên trái. Trong ba người họ, một người là cựu tướng phá quân của ma đạo, một người là thiết huyết ma tướng, được đệ tử ma đạo vô cùng kính trọng, người còn lại là chủ mẫu hiện tại của ma đạo. Nếu bỏ qua thân phận thái cổ thần ma đằng sau họ, thì trận chiến này quả thật là một trong những trận chiến long trời lở đất của ma đạo tôi. Thật không may, khi cuộc chiến này nổ ra, tôi vẫn đang ngự kiếm bay trong hư không vũ trụ, khi tôi đến nơi, chỉ nhìn thấy trận bão tuyết vùi lấp tinh hà. chương 1249, Nghênh Chiến Thiên Tôn 1 Hư không vũ trụ không rõ ngày tháng năm nào, sau khi đại quân của Thái Cổ Tiên dân bày xong trận hình, tam giới Thái Cổ cũng đã hoàn thành việc triển khai quân lực của mình. Đại quân của Thái Cổ Tiên dân tuy sớm đã bố trí đội hình, nhưng không biết vì lý do gì mà họ bao vây nhưng lại không tấn công ngay cả thiên tôn sao người được mệnh danh là tiên phong của tiên phong cũng không có dấu hiệu tấn công rõ ràng là bọn họ đang chờ đợi sao thiên tôn ở đây là tên nhân vật mang hàm ý cháu của trời họ có thể chờ đợi nhưng thái cổ thần ma thì không thể đợi được nữa bởi vì thời gian nằm trong tay của thiên đạo kẻ thống trị hiện giờ của hư không vũ trụ là hình chiếu của thiên đạo nếu như đợi thiên đạo tự mình thoát khỏi vây khốn Tình hình chiến đấu sẽ không dễ thở như bây giờ nữa, bởi vì Thiên đạo có quyền đưa ra phán quyết. Cái gọi là quyền đưa ra phán quyết có nghĩa là ông ta có thể chỉ dựa trên ý chí của mình mà quyết định thành bại. Cho dù là thái cổ tiên dân bị thái cổ thần ma đánh bại tan tác, thì chỉ cần Thiên đạo ra tay can thiệp, người chiến thắng chắc chắn không phải thái cổ thần ma. Vận mệnh kỳ thực cũng có quyền quyết định, cái gọi là lòng dân hướng về chính là Thiên đạo, chính là ám chỉ quyền phán quyết của vận mệnh. Tuy nhiên, tác chiến trong hư không vũ trụ thì sự tác động của vận mệnh là cực kỳ hạn chế. Thượng thiện như thủy sao, thủy vô hình, vận mệnh giống như một dòng sông dài không thể nhìn thấu, dù xuôi dòng hay ngược dòng, dù sóng nước cuộn trào hay dập dìu, thì chúng sinh vạn vật cũng đều ở trong lòng sông. Sao nước là thứ thiện lành nhất, nhưng thiên đạo thì khác, thiên đạo có hình thể vật chất, bởi vì bản thân thiên đạo là một con người. Vì vậy, thiên đạo có thể đặt ra quy luật cho chúng sinh, nhưng vận mệnh lại chỉ có thể trong vô hình hướng dẫn cho số mệnh của chúng sinh. Khi ấy, mộ dung nguyên duệ và tôi chứng đạo trong hư không vũ trụ hình chiếu của thiên đạo biến thành một đôi bàn tay to lớn và tóm lấy tôi nhưng vận mệnh lại không trực tiếp can thiệp để ngăn cản mà dùng sức mạnh của chính tôi để đánh vỡ tung một hàng tinh phá vỡ bàn tay to lớn của thiên đạo đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thái cực vận mệnh sẽ không trực tiếp ra tay nó chỉ yêu cầu ngươi sử dụng sức mạnh của chính mình để đối mặt với mọi khó khăn có một câu nói rất hay rằng nếu ngươi cầu xin thần linh giúp đỡ thì điều đó chứng tỏ ngươi tin vào khả năng của thần linh Thần linh không giúp ngươi, điều đó chứng tỏ thần tin tưởng vào khả năng của ngươi. Vận mệnh, thực ra chính là vị thần này, hơn nữa vị thần này trước giờ vẫn luôn tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay giúp đỡ ngươi, có thể âm thầm tạo sự ảnh hưởng, thay đổi thời cơ hoặc tạo thêm cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có năng lực thực sự. Vận mệnh không bao giờ thông cảm cho kẻ yếu, bởi vì chỉ có kẻ mạnh mới có thể răng buồm trên dòng sông dài của vận mệnh. Đế thích thiên có thể án binh bất động, nhưng tùy hỏa không muốn đợi lâu hơn nữa. Cuộc chiến của thiên đạo không chỉ liên đới đến thái cổ thần ma, mà nguy cơ lớn nhất của chính là nhân gian, bởi vì ở nhân gian có trăm triệu nhân tộc, có ma đạo, có lục đạo luân hồi, có côn. Chỉ cần nhìn cách triển khai quân lực của thiên đạo là có thể biết được, tam giới thái cổ thần ma cùng nhau xuất chiến, ông ta cũng chỉ phái ra đại quân thái cổ tiên dân, lại đóng đại quân thiên khiển tứ linh thần thú ở phần rìa thiên hà. Bốn mảng đại trận phòng thủ vững chắc do lĩnh chủ hư không từng triển khai nhằm ngăn cản kiêm hà và thùy họa dẫn quân của họ đến gần nhân gian, nhưng giờ đây trận tứ linh thiên khiển được triển khai hoàn toàn bởi thiên khiển tứ linh thần thú đã xuất hiện ở phía bên kia của thiên hà đại trận phòng ngược tứ tướng của đại thâm uyên chỉ có thể triệu hồi hình ảnh phản chiếu của tứ linh thần thú trong khi trận tứ linh thiên khiển do quân thiên khiển thần thú thiết lập sử dụng chính bổn tôn của tứ linh thần làm trận nhãn nếu phải đem so sánh thì hai bên kẻ tám lạng người nửa cân có thể thấy được sự uy hiếp của thiên đạo đối với nhân gian có thể tưởng tượng được đợi khi thiên đạo thoát khỏi vây khốn và khôi phục năng lượng người đầu tiên hứng chịu cơn thịnh nộ của ông ta ắt sẽ là nhân gian, chứ không phải thái cổ thần ma. Trong mắt thiên đạo, tam giới thái cổ đã thuộc về quá khứ, mà quá khứ thì cũng đã bị thiên đạo chôn vùi, cho dù lịch sử có lặp lại thì cũng sẽ chỉ phạm phải sai lầm tương tự, mà nhân gian mới chính là chiến trường chính nơi ông ta và vận mệnh phân cao thấp. Đạo lý này, Thùy Hỏa có thể dễ dàng đoán ra nên cô không muốn đợi lâu hơn nữa. Nếu thiên đạo đã coi thường thái cổ thần ma, thì cô phải làm gì đó để thiên đạo thay đổi sự nhìn nhận này, chia sẻ đôi phần áp lực cho nhân gian, ma đạo. Cô được mệnh danh là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, nhưng danh phận thực sự của cô xưa nay luôn chỉ có một, là tướng phá quân của ma đạo, là vợ của ma đạo tổ sư Tạ Lan. Thùy họa yêu ghét rõ ràng, can đảm, quan trọng nhất là, mặc dù cô cùng Minh Giới có quan hệ sâu xa, nhưng lại không nhiễm bất kỳ nhân quả nào của Minh Giới. Nếu buộc cô phải lựa chọn giữa việc hy sinh ma đạo và hy sinh Minh Giới, cô rất sẵn sàng hy sinh Minh Giới. Đây không phải cáo buộc rằng cô ấy vô tình, mà là đây lựa chọn vô thức của cô ấy. Cũng giống như năm khi phá quân đã phất lờ hàng ngàn vạn đệ tử ma đạo sau lưng, chẳng mang sự sống chết tồn vong của đảo Kim Ngao, chỉ quyết sách đao xuống âm ti. Có thể nói họ ích kỷ, nhưng họ đáng được tôn trọng vì sự ích kỷ của họ. Vì vậy, phá quân hộ pháp thiên tôn trong lòng của các đệ tử ma đạo chưa bao giờ mất đi sự tôn kính. Bất kể là thế hệ đệ tử ma đạo nào, khi nhắc tới bà ấy, đều sẽ nghĩ tới một câu, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. chương 1250, nghìn chiến thiên tôn 2. Khi rơi vào cùng tình huống lựa chọn như vậy, Thùy Hòa và Mộ Dung Nguyên Duệ lại không có cùng cách chọn lựa, trước không nói đến vấn đề tính cách, chỉ nói về nhân quả mà Mộ Dung Nguyên Duệ mắc nợ với tộc chiến thần, cả đời cũng khó có thể trả hết. Các súng sĩ của năm tộc chiến thần đã hy sinh vì để cứu Mộ Dung Nguyên Duệ, cựu chiến thần Thái Cổ cũng vì cô mà xóa sạch ý chí thần hồn anh linh cuối cùng, từ đó trở thành nhân quả lớn nhất của Mộ Dung Nguyên Duệ trong thần giới. Vì vậy, tôi mới hứa rằng, sau khi mộ dung nguyên duệ sinh con, sẽ có một người kế thừa tương lai của thần giới. Về phần Kiêm Hà, cô sớm đã đưa ra lựa chọn của mình, không chịu đảm nhiệm thái cổ ma đế đã biểu thị rõ cho lập trường của cô. Kiếp trước là Thánh Nữ Huyễn Ma, nhưng từ lúc được Ma Đạo Tổ Sư gieo rắc hạt giống về đạo, cô đã định sẵn chỉ có thể là đệ tử Ma Đạo. Băng Phong Vương Tỏa vẫn lạnh buốt như mọi khi, những bông tuyết sẽ không bao giờ rơi hết, cũng sẽ không bao giờ dừng lại lĩnh vực tử thần chính là một mảng minh mông tuyết lớn những mảnh tuyết trắng tinh rơi khắp cơ thể tử thần tạo thành những mảng băng khuôn mặt của thùy họa trông giống như băng tuyết từ xưa đến nay vẫn không thay đổi cô ấy giống như bị đóng băng vậy trước băng phong vương tọa là oán linh chủ mẫu bất hủ thi vương kỵ sĩ tai hoang kỵ sĩ chiến tranh kỵ sĩ ông dịch cùng kỵ sĩ tử vong đã bị băng tuyết làm biến đổi cơ thể tứ đại ác thần cùng ma tướng đoạn ly tất cả họ đều được bông tuyết triệu hồi đến trước băng phong vương tọa một nhóm chiến tướng tử thần nghiêm trang đứng tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh của tử thần mà bên trong băng xương bảo lũy đại quân các cấp cũng đã chờ sẵn chỉ cần mở cánh cổng băng xương thì sẽ đối mặt với sự giết chóc tàn khốc nhất thời gian trôi qua dần tử thần vẫn im lặng không lên tiếng không ai biết tử thần đang nghĩ gì nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi trên thực tế thùy họa trước giờ vẫn chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán sở dĩ cô im lặng lâu như vậy là vì cô có linh cảm về tương lai của minh giới Cô nhìn thấy sự tan vỡ của băng xương bảo lũy giữa trời tuyết bay, thấy được cái chết của vô số con dân minh giới. Sau khi bọn họ chết, họ cùng với băng xương bảo lũy hóa thành những bông tuyết, rồi rơi một trận tuyết dày ở vực sâu của hư không vũ trụ. Những bông tuyết chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sẽ luôn có một ngày băng tuyết tan chảy. Con dân của tử thần luôn được gọi là kẻ bị lãng quên, mà đợi khi băng tan chảy, bọn họ sẽ thực sự bị lãng quên mãi mãi. Tử thần không có nước mắt, nên dù buồn bã bi ai nhưng thùy hỏa cũng chỉ có thể im lặng cô có thể ích kỷ lựa chọn hy sinh minh giới nhưng cô không khỏi cảm thấy bi thương trước sự hy sinh minh giới bởi vì bất luận là thùy hỏa hay phá quân đi chăng nữa cùng đều là những người coi trọng tình cảm nhất đó là một quyết định khó khăn nhưng cuối cùng thùy hỏa cũng đã đứng dậy khỏi ngai vàng đứng thẳng dậy phá băng băng tan vỡ con rắn đen trắng trên cổ tay bay ra và biến thành hình dạng vốn có của lưỡi hái tử thần thùy hỏa chộp lấy chiếc lưỡi hái bước xuống khỏi ngai vàng, đi đến đài quan sát ở rìa băng xương bảo lũy, chỉ vào đại quân Thái cổ tiên dân cách 800 dặm và nói, nơi đó có 3.000 vạn quân, cũng như có 3.000 vạn hồn năng cùng 3.000 vạn khí huyết, ta chỉ hỏi các người một câu thôi, con dân của tử thần có dám đến lấy không? Lợi nhận sát lục sinh mệnh, lực lương sáng thương hồn linh. Câu nói này đầu tiên được kỵ sĩ tai hoang hồi đáp, sau đó lan rộng ra khắp chúng tướng và cuối cùng là toàn bộ băng xương bảo lũy, đại quân trên dưới 600 vạn đồng loạt hét lên ta lại hỏi ngươi một câu nữa, nếu đây là một cuộc chiến không thể thắng, các ngươi có nguyện ý cùng ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng không? Thùy họa trầm mặc một hồi rồi lại hỏi, nếu không có tử thần dẫn dắt minh giới, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi sự sống và cái chết đằng đắng. Chính tử thần đã ban cho chúng ta tôn nghiêm, giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa của việc sống. Vì vậy, chúng ta sẵn sàng chết vì tử thần, chết mà không hề hối tiếc. Oán linh chủ mẫu đáp, không có tử thần, sống cũng chỉ là một lời nguyền chứ không phải được gọi là sống thực sự. Trong thế giới của người sống, chúng ta chỉ là những xác chết thối giữa kinh tởm. Chính tử thần đã ban cho chúng ta tôn nghiêm, bất hủ thi vương đáp, chúng ta chiến đấu vì tử thần, thần hồn của chúng ta hóa thành tuyết, xương cốt của chúng ta biến thành cát bụi. Bốn kỵ sĩ đồng thanh đáp lại, còn các ngươi thì sao? Thùy họa nhìn về phía tứ đại ác thần, mà tướng đoạn ly cùng các vị phản tướng của thái cổ tiên dân. Ngoại trừ tử chiến với tử thần bệ hạ ra, bọn ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngạo chi sát thở dài một hơi nói, Thùy Họa khống chế bổn năng bản mệnh của tứ đại ác thần, chỉ cần cô ấy còn sống, tứ đại ác thần sẽ không bao giờ sinh ra chủ ý gì khác với cô, nếu không sẽ là tự tìm đường chết. Nguyện vì quân mà chết, ma tướng đoạn ly nguyện ý vì tử thần bệ hạ mà chiến đấu đến cùng. Ma tướng đoạn ly đáp, rất tốt, truyền quân lệnh của ta, mở cổng băng xương, nghênh chiến thiên tôn. Thùy Họa nói, chương 1251, huyết hải đầy tuyết một. Tử thần đã thổi lên tiếng còi hiệu, băng xương bảo lũy di chuyển về phía trung tâm của chiến trường. Kiêm Hà lập tức phản ứng lại, đại trận ma phệ tinh không trận từ cánh phải cũng chậm rãi tiến về phía trung tâm chiến trường. Cùng lúc đó, Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ huy năm quân đoàn chia thành ngũ phương thần vực, từ cánh trái tiến lên. Trong các trận chiến trong tinh không vũ trụ, không có lợi thế hay bất lợi về địa hình, đao kiếm thương phùng, kẻ dũng mãnh nhất sẽ giành chiến thắng. Đối với bài kiểm tra về chỉ huy quân lực, chỉ có thể xuống tay ở ba phương diện là sĩ khí, thời cơ và quân trận. Đại quân Thái cổ tam giới cùng nhau tiến lên phía trước, lấy băng xương bảo lũy làm trung tâm và trách về phía trước, hai đại quân còn lại bọc hậu hai bên trái phải. Nếu băng xương bảo lũy được xem như là một thanh đao sắc bén cắm vào nội địa của kẻ thù thì thùy họa, người đang đứng trên đỉnh của băng xương bảo lũy nhìn về phía xa xăm, chắc chắn là nơi đoạt mạng người khác nhất của toàn bộ thanh đao sắc bén này. Mà trong trận chiến này, từ thần Lâm Thùy Hỏa sẽ là người đạt được chiến tích giết chóc nhiều nhất trong đời cô, trận chiến của cô sẽ nổi tiếng khắp thời đại. Năm xưa trận chiến ở núi Không Minh, đạo tàng sau này có lời nhận xét, anh hùng vân tập công vị lập, mỹ nhân để đao chấn bát hoang. Bây giờ câu này lại sắp được tái diễn, bởi vì trong trận chiến đầu tiên mở màn này, Thùy Hỏa một mình chiến đấu với 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt lang của thiên tôn. Trong thế giới vị diện của Thái Cổ Tiên Dân cũng có mặt trời, mặt trăng và các vì sao, chẳng qua là mặt trăng của họ là trăng máu. Mặt trăng đầu tiên cũng giống như mặt trăng ở nhân gian vậy, trắng muốt như đĩa ngọc, sở dĩ biến thành trăng máu là vì sự tồn tại của hắc ám tọa lang. Truyền thuyết kể rằng vào ngày rằm hàng tháng, hắc ám tọa lang sinh sống sâu trong vực thẳm hắc ám của hư không vũ trụ ở vị diện thế giới thái cổ tiên dân đều sẽ chọn ra một nhóm dũng sĩ sói để trèo lên vách đá, lần lượt nhảy lên không trung, đối mặt với bầu trời u ám phía trên đầu và vầng trăng vô danh chu lên một tiếng dài, rồi rơi tự do xuống đáy thung lũng, biến thành đống bầy nhầy. Huyết Lang cốc từ đó cũng được đặt theo tên này, vết máu tươi dưới đáy thung lũng quanh năm không khô, thậm chí cả thảm thực vật dưới đó cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Không ai biết tại sao Hắc Ám Tọa Lang lại chu lên với mặt trăng, hành vi tưởng chừng như ngu ngốc này vẫn luôn là trở ngại lớn nhất cho việc sinh sôi của Hắc Ám Tọa Lang. Trên thực tế, Hắc Ám Tọa Lang vốn là một trong những thú tộc mạnh nhất trong vực sâu Hắc Ám, nhưng lại vì sự kiện chu trăng mà mất đi sức chiến đấu và bị những sinh vật hắc ám khác bắt nạt và đàn áp. Thời cổ đại hồng hoang vô tận, không ai biết bi kịch của hắc ám tọa lang chu trăng sẽ tiếp tục diễn ra trong bao lâu cuối cùng cũng có một ngày hắc ám tọa lang sinh ra một tọa lang giống cái với thân thể đỏ như máu từ khi sinh ra tọa lang giống cái này đã được lang chủ bảo vệ cẩn thận cho nó những thức ăn ngon nhất cũng cho nó những bài thí luyện tàn khốc nhất đợi khi con huyết lang này trưởng thành đợi đúng ngày rằm cho nó leo lên vách núi ngẩng nhìn mặt trăng chu một tiếng thật dài ánh trăng trắng ngà xưa nay chưa từng thay đổi trong nháy mắt như được bao phủ bởi một lớp máu máu đỏ như vùng đất của huyết lang cốc. Sau khi chu trăng, huyết lang nhảy lên không trung và rơi xuống vách đá. Thế nhưng, nó lại không hề rơi xuống đáy vực mà trực tiếp đột phá vực thẳm hắc ám và trở về mặt đất của vị diện thế giới thái cổ. Phía sau nó, vô số hắc ám tọa lang lần lượt nhảy ra khỏi vách đá, giống như huyết lang, toàn bộ lang tộc cũng đều bình an vô sự đáp đất, từ biệt vực thẳm. Từ đó trở đi, ở vực thẳm hắc ám chỉ còn lưu lại truyền thuyết liên quan đến huyết lang cốc mà không thấy bóng ảnh nào của hắc ám tọa lang. Sau khi cùng tộc nhân trở về mặt đất, huyết lang bắt đầu sát phạt bốn phương, đầu tiên là chiến đấu với thú tộc, nhân tộc bình thường, sau đó là tác chiến với thần tộc. Huyết lang đã đánh bại vô số thủ lĩnh thú tộc, thủ lĩnh nhân tộc, cuối cùng ngay cả các vị thần ma cũng bị nó đánh bại. Vào ngày rằm hàng tháng, nó vẫn như cũ chu trăng, vì vậy, mặt trăng trong thế giới vị diện thái cổ tiên dân mỗi năm lại càng trở nên đỏ hơn, cho đến khi biến thành một vầng trăng máu đậm nét. Vào ngày trăng máu, huyết lang chu lên lần cuối, Lột xác và biến thành hình dạng con người, tự xưng mình là Huyết Nguyệt Thiên Lang. Không lâu sau khi hóa thành hình người, Huyết Nguyệt Thiên Lang rời khỏi bộ tộc của mình và đuổi theo vầng trăng máu. Sau đó, thú tộc Hắc Ám Tọa Lang bắt đầu tiến tới thời đại sinh hóa như loài người, dần dần thoát khỏi thú thể hóa thành hình người, chỉ đến ngày 15 hàng tháng mới hiện về lại thân sói, bọn họ không còn bị gọi là Hắc Ám Tọa Lang nữa, thay vào đó được gọi là Huyết Nguyệt Lang Nhân Sao. Sao người sói trăng máu lại qua đi vô số năm trôi qua? bởi vì huyết nguyệt thiên lang một mực ở trên trời bảo vệ tộc nhân của mình cả tộc huyết nguyệt lang nhân ngày càng trở nên hùng mạnh trong thế giới vị diện thái cổ cuối cùng đã khơi dậy sự cảnh giác của thần tộc hầu hết thần tộc đều có nguồn gốc từ nhân loại nên họ đương nhiên không muốn huyết nguyệt lang nhân thống trị vị diện thế giới thái cổ tiên dân nên đã liên hợp với chư thần để tấn công huyết nguyệt lang nhân huyết nguyệt lang nhân mặc dù kiêu dũng thiện chiến nhưng họ vốn không thể chống lại đại quân của chư thần bị đánh đến tan tác mà rút lui Lần nữa rút lui về nơi họ đột phá kết giới của vực thẳm hắc ám. Thủ lĩnh của Huyết Nguyệt Lang Nhân đã thương lượng với thủ lĩnh của thần tộc, cầu xin thần tộc ban cho Huyết Nguyệt Lang Nhân quyền sống sót trên mặt đất, đồng thời hứa sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của chư thần nữa. Thủ lĩnh thần tộc từ chối yêu cầu này, nhất quyết đuổi toàn bộ Huyết Nguyệt Lang Nhân trở lại vực thẳm hắc ám. Đúng vào lúc này, hắc ám đột nhiên bao trùm đại địa, một phần trăng máu từ từ dâng lên. Giữa phần trăng, có một người phụ nữ mặc quần áo đỏ ôm một đứa bé từ từ bước xuống đất, đứng cùng với tộc huyết nguyệt lang nhân. Người phụ nữ áo đỏ giao đứa bé cho thủ lĩnh huyết nguyệt lang nhân và nói với ông ta rằng đây là đứa con của cô, nó mang trong mình dòng máu huyết nguyệt lang nhân chính thống nhất, trời sinh đã có cơ thể của thần ma, cô sẽ đặt tên cho nó là Thiên Tôn. Chương 1252, huyết hải đầy tuyết hai. Sau khi giao đứa trẻ cho thủ lĩnh của huyết nguyệt lang nhân, người phụ nữ mặc đồ đỏ quay mặt về phía chư thần, sau khi cười nhạo một tiếng cô biến thành huyết nguyệt thiên lang và lao vào đại quân thần tộc và chém giết điên cuồng. Trong trận chiến này, huyết nguyệt thiên lang đã tàn sát số lượng lên đến hàng ngàn vạn, đánh đến thần tộc không còn manh giáp. Trận chiến này cũng là đêm nhục nhã nhất của thần tộc trong vị diện thế giới thái cổ tiên dân, chỉ với một mình huyết nguyệt thiên lang đã đánh bại được chư thần. May mắn thay, huyết nguyệt thiên lang cuối cùng đã chết do cạn kiệt thần lực, thần hồn của đã quay trở lại trong vầng trăng máu. Mặc dù huyết nguyệt thiên lang đã chết, thế nhưng, cũng không còn thần tộc nào khác dám đánh chủ ý lên tộc huyết nguyệt lang nhân. Sau này, cùng với sự trưởng thành từng ngày của thiên tôn, nó bộc lộ sức mạnh ngày một đáng sợ, lại càng không có thần tộc nào dám coi thường tộc huyết nguyệt lang nhân. Thiên tôn, hậu duệ của huyết nguyệt thiên lang, một dũng sĩ thần ma bẩm sinh của vị diện thế giới thái cổ tiên dân, tồn tại cùng thời điểm với đế thích thiên, hai người họ được gọi là hai bá chủ của vị diện thế giới thái cổ tiên dân. Thiên tôn không có cha, Truyền thuyết kể rằng Thiên Tôn được sinh ra bởi sự cảm ứng giao hòa giữa Huyết Nguyệt Thiên Lang và Trăng Máu. Thiên Tôn bình thường cũng đã sở hữu chiến lực vô song, nhưng vào ngày rằm hàng tháng, chiến lực của nó sẽ đạt đến đỉnh cao. Theo truyền thuyết, Thiên Tôn vào đêm trăng tròn có chiến lực sánh ngang với Bạch Hổ trong Tứ Linh. Bởi do hư không vũ trụ không thể cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, nên tùy họa không biết rằng ngày cô chọn xuất quân vừa hay lại là đêm trăng tròn ở thế giới vị diện Thái Cổ Tiên dân. Trong đêm này, không chỉ lực chiến của thiên tôn sẽ tăng lên đến mức cực kỳ đáng sợ, mà 800 vạn chiến binh huyết nguyệt lang nhân dưới sự chỉ huy của nó cũng nhận sự gia tăng chiến lược. Có một điều mà ba người mộ dung nguyên thủy, kiêm hà, thủy họa không ngờ tới, sở dĩ đại quân thái cổ tiên dân vẫn luôn đứng yên chờ đợi, không phải là chờ thiên đạo thoát khỏi vây khốn mà là chờ đến đêm trăng tròn. Vì vậy, việc Thùy họa xuất quân chắc chắn là một sai lầm. Tất nhiên, vận mệnh có thể phát giác được sự tồn tại của sai lầm này, nhưng lúc này đây, vận mệnh đã chuyển hướng sự chú ý của mình, bởi vì thời điểm thùy họa xuất quân trùng với thời điểm thiên đạo thoát khỏi vây khốn. Thời cũng vậy, mệnh cũng thế, chỉ có thể thở dài cảm thán rằng vận mệnh của thùy họa định sẵn sẽ có đại kiếp khó thoát. Khi thùy họa một mình bay xuống băng xương bảo lũy và đánh vào doanh trại của 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt lang nhân, trận chiến bắt đầu nổ ra trong tình thế bi thảm nhất. Từ thân có thể đốt cháy hàng trăm triệu linh hồn chỉ bằng một cái búng tay, lại bị mắc kẹt trong vòng vây chặt chẽ giữa hàng 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt lang nhân lưỡi hái tử thần là thần khí thu hoạch linh hồn vô cùng mạnh mẽ, dường như đã mất lợi thế trong cuộc vây hãm này. Không phải chiến lực của Thùy Hỏa không đủ mạnh, mà là toàn bộ 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt đều được sức mạnh của trang máu phù hộ, hóa giải nỗi sợ hãi từ linh hồn, không bị tử thần gây áp lực mà tốc độ và sức mạnh cũng đều được tăng lên đến cực hạn. Đòn tấn công phạm vi mạnh nhất của Thùy Hỏa là linh hồn chi hỏa đã bị vô hiệu hóa, sức mạnh bộc phát của uy lực hồn năng cũng bị suy yếu nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào những cú vung tốc độ cao của lưỡi hái tử thần đánh cận chiến. Nếu đúng như vậy, một người vạn kỵ binh huyết nguyệt lang cũng đủ để đẩy thùy hỏa vào một trận chiến cam go, khốc liệt và không thể thoát thân. Lúc này, cửa băng xương đã mở ra, đại quân 600 vạn của tử thần đã bày xếp trận hình. Đối mặt với thỉnh cầu chiến đấu của chúng tướng tử thần, thùy hỏa trực tiếp dùng thần niệm truyền âm từ chối tất cả. Cô biết sức chiến đấu của 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt lang này sẽ mang đến cho đại quân tử thần của cô một đòn chí mạng như thế nào nên cô đương nhiên không muốn hy sinh những thứ không cần thiết, chỉ muốn dùng sức mạnh của chính mình để đánh bại đòn phủ đầu mà thiên tôn thiết kế riêng dành cho cô ấy. 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt lang này là tiêu chuẩn để thùy họa đối mặt với thiên tôn. Nếu không vượt qua được bài kiểm tra này, thì thiên tôn sẽ trực tiếp tung ra 800 vạn huyết nguyệt lang nhân, tiêu diệt băng xương bảo lũy với lực lượng áp đảo. Nếu cô có thể vượt qua bài kiểm tra, vậy thì người tiếp theo cô sẽ phải đối mặt là thiên tôn, người sẽ xuất hiện trong tư thái lực chiến mạnh nhất. Bất kể chiến thắng hay thất bại, đại quân của hai bên sẽ tử chiến cho đến giây phút cuối cùng. Thùy Hỏa đã trải qua những trận chiến đẫm máu và nhanh chóng nhận ra tình thế tiến thoái lưỡng nan mà mình đang gặp phải, cau mày một cái và không chút do so dự lựa chọn giải phóng lĩnh vực tử thần. Linh hồn chi hỏa là sức mạnh của tử thần tiền thân, sau khi đón nhận cái chết, đòn tấn công phạm vi mạnh nhất của tử thần đương nhiên là lĩnh vực tử thần. Mười vạn kỵ binh huyết nguyệt lang cực kỳ sát tính đậm đặc, họ không sợ sức mạnh của cái chết, ai nấy cũng đều có ý định đồ sát thần linh. Tử thần đang chiến đấu đơn thương độc mã, không những không đáng sợ chút nào mà thậm chí còn có chút đáng thương, vẻ đẹp đáng kinh ngạc của Thủy Hỏa đã kích thích trái tim bạo ngược của kỵ binh huyết Nguyệt Lang. Tuy nhiên, vào thời điểm kỵ binh huyết Nguyệt Lang với sát tính ở mức nguy hiểm nhất, những bông tuyết đột nhiên bắt đầu xuất hiện trên không trung. Lúc đầu chỉ là những hạt tuyết nhỏ như rắc muối, chẳng mấy chốc, các hạt tuyết kết hợp lại tạo thành những bông tuyết, những bông tuyết bay đi và bông tuyết ngày càng lớn hơn. Băng tuyết không làm suy yếu bản chất sát tính của kỵ binh huyết Nguyệt Lang, thậm chí còn khiến chúng hưng phấn hơn. Tuy nhiên, khi những bông tuyết không ngừng rơi và hầu như mọi áo giáp của kỵ binh huyết nguyệt lang đều bị bao phủ bởi những bông tuyết, Thiên Tôn đột nhiên thức tỉnh và cảm thấy một cỗ sát ý hủy diệt vô song. Ngay khi nó chuẩn bị đưa ra lời cảnh báo thì tai họa đã ập đến. "Nếu ngọn lửa không thể đốt cháy hồn linh của các ngươi, thì hãy để chúng đóng băng mãi mãi vậy." Sau khi lời tiên tri này được nói ra, 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt lang lập tức dừng mọi chuyển động, cơ thể và linh hồn của họ hoàn toàn bị đóng băng không ai có thể cử động chút nào, ngay cả thần niệm của chúng cũng bị đông cứng lại, dừng lại ở thời điểm sát khí lên đến đỉnh điểm. Không, theo tiếng gầm dữ dội của thiên tôn, lớp băng của 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt lang đã vỡ tan. Những bông tuyết trôi nổi trong huyết hải, chương 1253, bản bi ca linh hồn 1. Lưỡi hái thu hoạch sinh mệnh, băng tuyết đóng băng thần hồn. 10 vạn kỵ binh huyết nguyệt lang dũng cảm đã bị thủy hỏa trôn vùi trong tuyết rơi dày đặc. Máu thịt biến thành tuyết đỏ, linh hồn thì bị đông cứng khi nụ cười băng tuyết tan biến, Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, chiến trường chỉ còn lại hồn năng vô tận, tất cả đều đổ vào cơ thể Thùy Họa. Tử thần, thiên tôn ta hôm nay thể với trang máu thái cổ rằng ta ắt sẽ tiêu diệt thần hồn của ngươi. Thiên tôn gầm lên như sấm rền trên bầu trời, cùng với đó, 800 vạn kỵ sĩ huyết nguyệt lang đồng loạt ngẩng lên bầu trời mà chu chéo, tinh thần chiến đấu của họ rất khốc liệt, sao trời dần mờ mịt đi. Đây mới là tư thái chính xác nhất của lang hổ, hôm nay lại rơi đúng vào đêm trăng tròn, Huyết Nguyệt Lang Nhân tập thể nổi điên lộ ra khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng xé nát bộ giáp kiên cố nhất. Mỗi chiến binh Huyết Nguyệt Lang Nhân đều tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ nhạt, có thể khiến thần hồn của họ cứng rắn như thép, miễn nhiễm với các đòn tấn công thần niệm, linh hồn, chiến ý của chúng không bao giờ cạn kiệt hay suy giảm. Đại quân Tử Thần và sĩ binh khô lâu của Thủy Hỏa vốn cũng là những đơn vị cận chiến mạnh mẽ cứng cỏi nhất, nhưng so với Huyết Nguyệt Lang Nhân điên cuồng sĩ khí rõ ràng là thua một bậc. Đại quân hành thì thậm chí còn không thể đỡ nổi một đòn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được trận chiến này sẽ gây ra sự tàn phá và đem lại họa nạn như thế nào cho đại quân của tử thần. Mặc dù đại quân tử thần sớm đã bố trí đội hình chiến đấu ở phía trước băng xương bảo lũy, nhưng vì họa không ra lệnh cho họ tấn công mà thay vào đó cô triển khai ngàn vạn khẩu pháo băng xương quỹ đạo trên đỉnh băng xương bảo lũy. Đại quân tử thần chiến lược không mạnh bằng huyết nguyệt lang nhân, tầm quan trọng của công sự chiến tranh phải được phát huy ra hết toàn bộ nếu không trận chiến này sẽ không thể đánh tiếp được. Hai bên đều đã sẵn sàng và hạ quyết tâm chiến đấu đến cùng. Mái tóc trắng của Thủy Hỏa chạm tới bầu trời, chiếc áo choàng đen tung bay trong gió và phát ra âm thanh phần phật. Lưỡi hái tử thần trong tay sáng như vầng trăng khuyết, toát ra uy lực của băng xương tử vong. Bởi vì đại quân tử thần vẫn đang túc trực ở tiền tuyến của băng xương bảo lũy đợi lệch nên sức mạnh quân sự của 800 vạn huyết nguyệt lang nhân hoàn toàn dựa vào một mình Thủy Hỏa chống đỡ lấy. 800 vạn huyết nguyệt lang nhân biến đổi điên cuồng phát ra sát khí quân uy mà ngay cả thân thể thần ma cũng khó mà chống lại được. Quỷ đế muốn bỏ chạy, thần vương không thể ngăn đỡ. Tuy nhiên, Thùy Họa đứng trong hư không với lưỡi hái trong tay mà không hề cử động. Mỗi khi đại quân tiến lên một bước, sát khí quân uy từ đại quân mà Thùy Họa phải gánh chịu lấy sẽ tăng lên đáng kể. Ngọn lửa đen trong mắt càng lúc càng cháy dữ dội, đốt cháy cả hốc mắt và đốt cháy mũ đội băng xương trên đầu, Dần dần che khuất khuôn mặt của tử thần cho đến khi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Thân là thái cổ chiến thần, không ai hiểu rõ sức mạnh hủy diệt của sát khí quân uy hơn Mộ Dung Nguyên Duệ. Vì vậy, khi cô nhìn thấy Thùy Họa đứng một mình trước chiến trận chống lại 800 vạn huyết nguyệt lang nhân, tâm trạng của cô trở nên vô cùng căng thẳng. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, Mộ Dung Nguyên Duệ và Thùy Họa đều là kẻ thù định mệnh, mà sâu thẳm trong lòng cô chưa bao giờ đầu hàng Thùy Họa lần nào ngoại trừ ngày hôm đó bị tử thần hôn lên môi. Nhưng bây giờ, Hình bóng Thùy Họa sừng sững trong lòng cô như một ngọn núi. Có người chỉ có thể kính trọng, còn có người chỉ để lại cho thế giới một bóng lưng. Cô im lặng hồi lâu, tâm trạng nặng nề như núi đè, dần dần cảm thấy khó thở, cô lo lắng cho Thùy Họa. Băng xương bảo lũy sở dĩ kiên cố không thể bị phá hủy là vì nó được tử thần bảo vệ. Một khi tử thần thất thủ, đại quân đội của minh giới sẽ kém xa ma giới và thần giới chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay tức khác. Chính tử thần là người mang lại hy vọng cho minh giới tôi không bằng cô ấy. Mộ Dung Nguyên Duệ thở dài nặng nề. Chiến thần bệ hạ, cô ấy làm sao lại làm được? Thùy họa một mình chống lại 800 vạn huyết nguyệt lang nhân đã khiến nữ thần báo thù bị cả kinh và bối rối vô cùng. Tại sao tử thần lại mạnh mẽ như vậy? Nữ thần băng tuyết cũng thốt ra lời thắc mắc. Chỉ dựa vào uy lực của riêng tử thần thì không đủ để chống lại 800 vạn huyết nguyệt lang nhân. Sở dĩ lâm tướng quân có thể làm được, hẳn là có liên quan đến việc cô ấy thông thấu, tỏ tường bí mật của sự sống và cái chết. Thuần quân nói, thuần quân, cô nói đúng, sức mạnh mà Thùy Hỏa thể hiện bây giờ đã vượt qua tử thần. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, nhưng, đã vượt qua cả tử thần thì hiện tại cô ấy đang ở trạng thái nào? Nữ thần báo thù lại hỏi, giữa sự sống và cái chết có sự khủng bố rất lớn, nếu nhìn thấu sự sống và cái chết, sẽ có được sự tái sinh sau sự hủy diệt. Có lẽ cảnh giới của cô ấy giống như thuần quân vậy, quay trở lại ở Thái Sơ. Thái Sơ, nữ thần báo thù càng thêm hoang mang thái sơ sinh từ nơi âm dương bị tiêu đi hẹp thái sơ tử thần tên là khôi cương mộ dung nguyên duệ hoàn toàn dựa vào đạo chiến thần để suy luật nhưng lại vô tình biết được sinh thần bát tự của thùy họa thùy họa trong số mạng có sát thần húc gặp nhau trời đất xung khắc thần là thiên cương húc là hà khôi là nơi âm dương tuyệt diệt có thể nói vận mệnh của thùy họa vốn dĩ đến từ nơi âm dương tuyệt diệt còn vận mệnh của phá quân chỉ là kết quả âm dương phú quý mà thôi đây cũng là lý đâu tại sao cô ấy có thể dễ dàng ngưng tụ thần cách tử thần như vậy lại đạt được 9 lần niết bàn liên tiếp mà không tiêu biến thần hồn chủ mẫu thái cổ minh giới có thể đánh bại đại quân huyết nguyệt lang nhân của thiên tôn không thuần quân hỏi ta không biết ta chỉ có thể suy luận thiên tôn tuyệt đối không phải đối thủ của thùy họa nhưng đây không phải là cuộc chiến của một người than ôi tất cả đều trông cậy vào sự lựa chọn của chính thùy họa mà thôi nếu cô ấy kiên trì tự mình thủ hộ băng xương bảo lũy cho dù là có khôi cương nhập thể là thái sơ tử thần đi chăng nữa, hôm nay cũng sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn bị diệt. Mộ dung nguyên duệ thở dài, thuần quân sẽ không bao giờ nhìn lâm tướng quân rơi trong tuyệt cảnh. Thuần quân nhớn mày đáp, ngươi không muốn, ta lại làm sao có thể chịu được nỗi đau ma đạo mất đi tướng phá quân đây. Ta chỉ lo lắng, lo lắng về điều gì, ta chỉ lo Thùy Họa căn bản là không cho chúng ta cơ hội can thiệp thôi. Trường 1254, Bản Bi Ca Linh Hồn 2 Trên chiến trường Thùy Họa đang đứng, cho dù thuần quân có biến thành một thanh kiếm thì cũng không thể chịu được sự tẩy phạt của sát khí quân uy nơi đó. Nếu thủy Họa không muốn người khác can thiệp vào cuộc chiến của mình, sợ rằng có là thuần quân thì cũng không thể xuất kiếm được. Hơn nữa, khi đại quân của thiên tôn đang tiến lên, đế thích thiên cũng có loạt động thái lớn, gây áp lực lên ma giới cùng thần giới từ cánh trái và cánh phải của mình. Năm đội quân của chiến thần lao ra, đại trận ma phệ tinh không bắt đầu quay chuyển. Dù là ma giới hay thần giới đều không thể dễ dàng thoát thân để giúp đỡ minh giới được, trận chiến này được định sẵn là trận chiến do một mình tử thần gánh lấy cuối cùng thùy họa không còn chịu nổi sát khí quân uy thêm nữa thân thể đột nhiên bay lên không trung trong tay vung lên lưỡi hái tử thần quát thành một đảo ánh sáng tròn như trăng chiếu sáng màn đêm đen tối trong hư không vũ trụ thiên tôn ngươi dám đánh với ta một trận không rừ thiên tôn vô cùng tức giận không thể chờ đợi thêm được nữa đối mặt với lời mời từ tử thần sát ý trong lồng ngực nó không thể che giấu được nữa toàn thân bắt đầu phát biên. Cơ thể bắt đầu tăng trưởng kích thước, khuôn mặt ngày càng vặn vẹo và dữ tợn. Cuối cùng, nó hoành thành biên thành một người thu khổng lồ với đầu soi vẻ thân người, tay cầm huyết nguyệt chiến phủ, thân mặc chiến giáp huyết nguyệt thiên lang, bộc phát ý chí chiến đấu có thể tiêu diệt tất thảy mọi thứ. Đây không phải là hình thái tối thượng của nó, trong những trận chiến tiếp theo, mỗi khi thiên tôn bị tấn công, bản chất con người trong cơ thể nó sẽ giảm đi và bản chất sói sẽ tăng lên. Đến cuối nó biến thành huyết nguyệt thiên lang với sức mạnh hủy diệt trời đất, thần hồn được kết nối với huyết nguyệt. Khi đó, thiên tôn và đế thích thiên cũng không dám đáp lại sự dữ dội của nó, thiên địa chấn động, quỷ khóc thần sầu. Tử thần, hôm nay, giữa ta và người buộc phải có người chết đi, bây giờ, hãy trải nghiệm sức mạnh khủng khiếp từ trang máu đi. Nói xong, cơ thể của thiên tôn cắt xuyên bầu trời đêm như một ngôi sao băng, chiếc huyết nguyệt chiến phủ chém về phía thủy hỏa. Thủy hỏa cũng đồng thời lao về phía thiên tôn, lưỡi hái tử thần trong tay cũng chém về phía thiên tôn theo một đường vòng cung tao nhã. Diêu chiến chém mạnh vào vai Thùy Hỏa, làm vỡ nát nhiều mảnh áo giáp của chiến giáp tử thần, mà lưỡi hái tử thần của Thùy Hỏa cũng vừa hay lướt qua vùng bụng dưới của thiên tôn, xẻ đôi bộ giáp huyết nguyệt lang nhân của nó. Cả hai đều không né tránh, Thùy Hỏa có lượng hồn năng vô tận có thể khôi phục cơ thể tử thần, trong khi thiên tôn có ý định dùng nỗi đau để kích thích tiềm năng của mình hóa thành hình thái cuối cùng của huyết nguyệt thiên lang thiên tôn cực kỳ dũng cảm tốc độ cũng nhanh như chớp mà Thùy Hỏa cũng là một thanh kiếm sắc bén, đồng thời áp dụng phương pháp tốc chiến tốc thắng, cô biết rằng thế gian không có gì là bất khả chiến bại, cách duy nhất để đánh bại nó là sử dụng tốc độ. Cấp độ chiến đấu này khác với cuộc đấu kiếm ý giữa tôi và Lữ Thuần Dương, thứ mà chúng tôi cạnh tranh lúc đó là sự hiểu biết của mỗi người về kiếm đạo, nhưng bây giờ trận chiến quyết định giữa Thùy Hỏa và Thiên Tôn là một cuộc tấn công hủy diệt thực sự. Khi cả hai dàn dựng một cuộc đọ sức trên không, đại quân gồm 800 vạn huyết nguyệt lang nhân cũng tấn công vào phía trước băng xương bảo lũy, bắt đầu chống chọi lại những đòn hủy diệt không phân biệt từ nòng pháo băng xương quỹ đạo pháo băng xương quỹ đạo không chỉ có thể trực tiếp làm tổn thương cơ thể của huyết nguyệt lang nhân mà còn có thể giải phóng sức mạnh hàn băng để làm chậm tốc độ di chuyển cũng như tốc độ tấn công của chúng vốn dĩ huyết nguyệt lang nhân đã đạt đến trạng thái chiến ý cực thịnh dưới sự tấn công ồ ạt từ pháo băng xương quỹ đạo chiến lực giảm dần đi vào thời điểm họ vượt qua vòng phong tỏa của pháo băng xương quỹ đạo và tiếp cận được thành lũy chiến lực của họ gần như ngang bằng với đại quân tử thần Kể từ khi tam giới thái cổ phái quân đến hư không vũ trụ đến nay, trận chiến tàn khốc nhất đã sắp bắt đầu. Chúng ta vốn đã là cắt bụi, mục nát và bị chôn vùi dưới lòng đất. Chính tử thần đã triệu hồi chúng ta trở lại mặt đất, ban cho chúng ta tôn nghiêm của sự sống. Bây giờ tử thần cần những chiến binh dũng cảm, không sợ chết, chư vị lĩnh chủ xin hãy cùng tôi tham gia trận quyết chiến này. Sau khi nói xong câu này, bất hủ thi vương đã tế xuất bia chấn hồn, dẫn đầu 12 lĩnh chủ điệu huyệt, Đem theo đại quân hành thi xông vào giữa cường địch. Phía sau ông, oán linh chủ mẫu đã dẫn đầu chúng nữ yêu oan hồn hát một bài bi ca. Do sự điên cuồng của huyết nguyệt lang nhân, khiến cho đòn tấn công linh hồn của các nữ yêu oan hồn đã mất tác dụng nên thay vào đó họ hát bài bi ca, giúp gia tăng tinh thần chiến đấu cũng như phần nào an ủi vỗ về đối với những anh chị em đã chết và biến thành hành thi. Bi ca được hát lên, nghe mà không cầm được nước mắt không biết trên đường sông đến chém giết đã có bao nhiêu hành thi tê liệt đã thức tỉnh lại phần ký ức kiếp trước lại không biết có bao nhiêu chiến binh khô lâu đã nghe thấy nụ cười vui vẻ của người yêu khi xương cốt của họ hóa bụi tan biến cuộc sống vẫn tiếp diễn và sự giết chóc vẫn tiếp tục chúng sinh hữu tình bi bạch phát thiên đạo vô ý liễu thương tang tại sao chúng ta phải đánh nhau giết chóc tử thần có một hộp linh hồn có thể thu thập ý chí anh linh của những linh hồn chiến tử trong đại quân từ thời điểm trận quyết chiến giữa các đại quân bắt đầu Thùy Hỏa đã có thể cảm nhận được ý chí của vô số anh hùng đang chảy vào hộp linh hồn. Lĩnh chủ Kim Giáp Địa Huyệt, chết. Lĩnh chủ Thiết Trảo Địa Huyệt, chết. Lĩnh chủ Huyết Dực Địa Huyệt, chết. Kỵ sĩ Ôn Dịch, chết. Kỵ sĩ Tai Hoang, chết. Hộp linh hồn không ngừng vang lên, mỗi âm thanh đều thông báo cái chết của một chiến tướng oan hồn hùng mạnh. Vốn dĩ bọn họ đã chết, nhưng vì tử thần trùng sinh nên họ được tái sinh và trở thành kẻ bị lãng quên. Mà trong hôm nay, bọn họ lại lần nữa chết đi trên chiến trường, cuối cùng hoàn toàn bị thế giới lãng quên. Thùy Họa không phải là người vô tâm, trái lại, cô ấy lại là người giàu tình cảm nhất. Mặc dù ngồi trên băng phong vương tỏa cả ngày nhưng cô ấy không bao giờ không ngừng quan tâm đến con dân trong minh giới. Đối với người sống mà nói, tuyết rơi của tử thần là sự chết chóc và lời nguyền, nhưng đối con dân minh giới, bông tuyết lại là một bông hoa dịu dàng. Lại một tiếng kêu lạnh thấu xương vang lên, hộp linh hồn tuyên cáo, oán linh chủ mẫu, chết. Thùy họa một thân đầy máu đột nhiên quay lại và nhìn thấy linh hồn dần tan vỡ của oán linh chủ mẫu, một vầng sáng lóe lên rồi dần dần tiêu tan. chương 1255, Thái Sơ Tử Thần 1 Chủ mẫu oán linh là người bạn duy nhất của Thùy họa tại minh giới, tính cách Thùy họa lạnh lùng, mặc dù là chủ quân của minh giới thế nhưng hầu như không hề qua lại với các vị lãnh chủ vong hồn khác. Trên thực tế, lúc Thùy họa ngồi trên vương tọa băng phong nhắm mắt chìm vào suy tư cũng không một ai dám đến quấy giày cô cả. Trái tim Thùy Hỏa đã sớm đóng băng từ lâu, thế nhưng cô dường như vẫn vô tình mở rộng lòng mình với chủ mẫu oán linh, nguyên nhân cũng bởi là người không thể tránh khỏi có lúc cô đơn yếu đuối, mà thần cũng không ngoại lệ. Thùy Hỏa cũng không phải đã quên đi tất cả, nhìn cô dường như lạnh lùng ngồi trên vương tọa, trên người hoa tuyết phủ đầy, thế nhưng những giấc mộng xưa cũ đó, những ấm áp dịu dàng giải rác nơi chiến trường đều đang từng giờ từng phút tấn công trái tim băng giá của cô. Mỗi lúc như vậy, cô luôn khao khát được giải bày. Oán linh chủ mẫu có thể từ một yêu nữ vong hồn trở thành vị chủ mẫu thống soái toàn bộ đội quân vong hồn ở Bắc Cảnh, quả nhiên là một người phụ nữ huyền thoại. Cô ấy cũng mang trong lòng một câu chuyện xưa, thậm chí lúc sinh thời còn từng tự tay soạn nên câu chuyện truyền kỳ của bản thân. Thùy họa mặc dù có mong muốn được giải bày, thế nhưng người có thần niệm và tu vi đã đạt tới cảnh giới như cô bây giờ, ngay cả sinh tử cũng có thể phá giải, đương nhiên sẽ không kể lể tất cả mọi chuyện với oán linh chủ mẫu, mà oán linh chủ mẫu trong lòng cũng đã sớm như cho nguội chẳng muốn nhắc đến những chuyện trước kia của mình. Quan hệ giữa bọn họ rất phi diệu, có đôi khi chỉ đơn giản đứng bên cạnh nhau, hoặc có khi cùng nhau ngắm nhìn một trời hoa tuyết, chỉ vậy nhưng cũng có thể cảm thấy bản thân như được an ủi vỗ về, xua tan nỗi cô đơn. Vì thế, mãi cho đến lúc oán linh chủ mẫu hy sinh, Thùy Hỏa vẫn không biết tên thật của cô ấy. Thùy Hỏa không biết cô ấy, thế nhưng oán linh chủ mẫu qua miệng kiêm hà biết được vị này chính là tướng phá quân trước đây của ma đạo. Vì vậy, lúc hai người ở bên cạnh nhau, Phần lớn đều là oán linh chủ mẫu âm thầm thương xót cho Thủy Họa. Nhân sinh cô đơn như tuyết, càng cô đơn hơn là đến một người bầu bạn cùng mình ngắm tuyết cũng không có. Cái chết của oán linh chủ mẫu khiến Thủy Họa chìm trong phẫn nộ, mặc dù bản thân cô đã sớm nhìn thấy kết cục này, thế nhưng đến khi chuyện trong dự đoán xảy ra, cơn tức giận muốn hủy thiên diệt địa đã bùng cháy trong lòng cô. Cô lùi ra nhìn lại, chỉ thấy đại quân tử thần trên chiến trường đã hy sinh vô số. Đại quân sát sống bò ra từ trong nấm mổ đã biến thành máu thịt mơ hồ, không còn có thể bò vào mồ mả được nữa. Các chiến sĩ khô lâu từ ngọn lửa linh hồn yếu ớt bé nhỏ, dựa vào việc nhặt nhạnh xương cốt mà trở nên mạnh mẽ, giờ đây hải cốt đã bị nghiền nát, trở thành bụi xương. Xạ thủ hàn băng đã bắn hết toàn bộ mũi tên có trong tay, dùng thân thể yếu nhược của mình lao về phía đội quân người sói huyết nguyệt, quán linh nữ yêu bị liềm đao cắt đứt cổ họng, sau này mãi mãi không còn có thể hát vãn ca được nữa kỵ sĩ chiến tranh dương cao đôi kiếm hàn băng trong tay, thế nhưng chưa kịp chém xuống đã bị người sói huyết nguyệt hợp sức đánh tan thân thể bạch cốt. Kỵ sĩ chiến tranh vẫn lạc, đoạn lý ma tướng hy sinh, thi vương bất hủ chiến tử, tứ đại ác thần lần lượt bị vây sát. Đại quân tử thần đang từ từ bị đánh lui, bọn họ vốn chẳng nề hà cái chết, thế nhưng làm sao có thể địch lại công kích như vũ bão của sát khí quân uy đến từ đại quân người sói huyết nguyệt. 600 vạn binh đại quân tử thần chiến đấu đến lúc này chỉ còn sót lại chừng 50. Cuối cùng, chiến tướng cấp cao dưới trướng tử thần lúc này đây chỉ còn sót lại một mình kỵ sĩ tử vong, tàn binh còn sót lại chỉ chừng 5 vạn. Đối mặt với đại quân người sói vẫn đang điên cuồng rời nói lấp biển tấn công như trước, sinh tử của bọn họ chỉ là vấn đề trong giây lát. Lúc này đây, Thùy Hỏa đã không thể nào kìm nén cơn thịnh nộ đang điên cuồng dâng lên trong lòng mình. Cô mạo hiểm nhận một đòn dốc toàn lực của thiên tôn, cơ thể dường như đã bị dìu huyết nguyệt chém đứt, chỉ trong giây lát toàn thân như tắm trong bể máu, thân thể như sắp tan thành từng mảnh phi thân bay vào giữa đại quân người sói huyết nguyệt. Cơ thể tử thần lung lay sắp vỡ nát đang điên cuồng hấp thu hồn năng. Hắc bạch xà do lưỡi hái tử thần hóa thành cũng đang điên cuồng hấp thu hồn năng, thân thể không ngừng trở nên to lớn. Hắc bạch xà bảo vệ Thùy Họa, không để cô tiếp tục bị công kích, mà Thùy Họa đứng giữa loạn quân, trong lúc nguy cơ trùng trùng đang điên cuồng ngưng tụ thân thể khôi cương của thái sơ tử thần. Ngọn lửa hắc viêm điên cuồng thiêu đốt, khôi giáp tử thần vốn đã vỡ nát một lần nữa lại được ngưng tụ, trên giáo nổi lên những đường phù văn thần bí. Không chỉ có chiến giáp của tử thần xuất hiện sự thay đổi, khuôn mặt tử thần ngàn năm không đổi giờ đây cũng phát sinh biến hóa. Ngọn lửa hắc viêm trong mắt nhỏ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn, cũng không nhìn thấy con ngươi trong mắt cô nữa, chỉ còn lại vực sâu thăm thẳm vô tận. Khi bạn nhìn vào vực sâu hun hút kia, nó cũng đang nhìn lại bạn. Cơ thể tùy hỏa hóa khôi cương, biểu hiện rõ nhất chính là đôi mắt thăm thẳm kia. Chương 1256, Thái Sơ Tử Thần 2. Dưới sự bảo vệ của Hắc Bạch Sa, đại quân người sói huyết nguyệt không cách nào tiếp cận Thùy Họa, chỉ có thể tiếp tục đổ sát đại quân tử thần. Chẳng bao lâu sau, năm vạn đại quân tử thần cũng lần lượt bị tiêu diệt, kỵ sĩ tử vong vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đã kịp thời lao vào bảo lôi băng xương. Kỵ sĩ tử vong chẳng ngại cái chết, anh chỉ muốn cùng sống cùng chết với bảo lôi băng xương. Đây là thành trì do đích thân anh tự tay xây dựng, nó tượng trưng cho tôn nghiêm của thái cổ minh giới, giờ đây anh chẳng còn khả năng bảo vệ tòa thành này, tất cả những gì có thể làm là leo lên đỉnh tháp, cùng với bảo lôi cùng sinh cùng tử. Kỵ sĩ tử vong rút vào trong thành, đóng chặt cánh cửa băng xương. Bảo lôi băng xương đã trải qua bao nhiêu lần được tử thần tế luyện, kiên cố vô cùng. Ngay cả người sói huyết nguyệt vốn mạnh mẽ điên cuồng cũng không thể trong một thời gian ngắn mà phá hủy nơi này. Kỵ sĩ tử vong đứng trên tường thành, ngóng nhìn tử thần đang đứng giữa đại quân huyết nguyệt. Anh không biết tử thần đang làm gì, nhưng anh tin tưởng các anh em huynh đệ chiến sĩ của thái cổ minh giới sẽ không hy sinh một cách vô ích tử thần sẽ bị bọn họ báo thù chỉ là không biết bản thân anh còn có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy hay không không biết bảo lôi băng xương còn có thể chống đỡ được đòn công kích của lũ người sói huyết nguyệt được bao lâu minh giới vốn là tử địa cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ dáng vẻ kỵ sĩ tử vong an tĩnh như nước đôi mắt chỉ đang chăm chú nhìn những chuyển biến của vị chủ quân minh giới thái sơ tử thần không rõ có phải ảo giác của chính mình hay không nhưng kỵ sĩ tử vong vẫn luôn cảm thấy thân thể của tử thần đang cao lên từng chút từng chút một, khí tức thần niệm đang tỏa ra cũng không giống với trước đây. Cùng với sự phát triển của cơ thể, thân thể tử thần cũng dần dần bị bao trùm trong một làn xương đen, hắc bạch xà vẫn đang bơi lội vậy quanh màn xương, bảo vệ cô. Sau khi thiên tôn làm tử thần trọng thương cũng không tiếp tục đuổi theo công kích, thương thế của hắn ta trong trận chiến với tử thần cũng chẳng nhẹ hơn tùy họa là bao nhiêu. Trong lúc tử thần mang theo phẫn nộ cực điểm mà ngưng tụ thân thể khôi cương, bản thân thiên tôn cũng bởi vị trọng thương mà biến đổi thành hình thái cuối cùng. Hình dạng con người triệt để biến mất, hình thái cuối cùng của thiên tân giống hệt với mẹ hắn ta, lúc này đã trở thành huyết nguyệt thiên lang. Toàn thân nhuộm trong máu đỏ, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, mỗi một tấc đều tỏa ra ánh sáng hủy diệt có thể nghiền nát mọi thứ. Sau khi trở thành huyết nguyệt thiên lang, thiên tôn ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng, tiếng gầm vang khắp mọi ngóc ngách. Sau đó, một đạo trăng máu từ trong hư không cách xa ngàn dặm chiếu thẳng vào cơ thể hắn thiên tôn nhắm chặt đôi mắt đỏ máu của mình, bắt đầu hấp thụ sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp từ ánh trăng. Ánh trăng đỏ tươi chiếu xuống, cơ thể sói của thiên tôn cũng bắt đầu lớn lên, uy lực hủy diệt do thân thể sở hóa cũng càng lúc càng mạnh. Tới khi thiên tôn một lần nữa mở mắt ra, ngay cả mộ dung nguyên duệ đang chiến đấu cách đó hàng chục dặm cũng có cảm giác chấn động thần hồn, kiêm hà lại càng cảm thấy bất an vì sự sống chết của Thủy họa mà thấp thỏm ưu tư. Đế Thích Thiên vốn rất chấn kinh trước màn phô diễn sức mạnh chiến đấu vô cùng ghê gớm của Thủy Họa lúc này đây cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm. Bởi vì ông ta biết rằng, vị huyết nguyệt thiên lang đã từng đổ sát cả hàng nghìn hàng vạn thần tộc lúc trước đã quay lại rồi. hu hú, hú lại một tiếng gầm phẫn nộ, thiên tôn nhanh như chớp lao về phía Thủy Họa đang bị vây trong màn xương đen nơi chiến trường. Cảm giác được sát khí hủy diệt mạnh mẽ đang đến gần, hắc bạch xà dữ dội lao ra ngăn chặn. Nó vốn do lưỡi hái tử thần của Thủy Họa hóa thành, sau khi hấp thụ không biết bao nhiêu hồn năng, cơ thể của nó giờ đây đã tăng thêm vài nghìn trường. Màu đen đại diện cho cái chết, mà trắng đại diện cho sinh cơ. Rắn núi đuôi, đại diện cho vòng tròn số phận không thể tránh khỏi. Ngay lúc thiên tôn đột nhiên muốn lao vào trong màn xương đen, hắc bạch xà cuốn chặt lấy hắn ta. Đầu đuôi lại nối nhau, hắc bạch xà một lần nữa tái hiện lại hình ảnh rắn nuốt đuôi. Hóa ra là vậy, Thùy Họa chính là nhờ điều này mà có được cơ duyên giải mã bí mật của sự sống và cái chết mộ dung nguyên duệ nói rắn nuốt đuôi rốt cục ẩn chứa huyền cơ gì thuần quân đã từng nhìn thấy một lần hôm nay lại một lần nữa được chứng kiến thế nhưng trong lòng vẫn luôn thắc mắc không rõ âm dương triệt tiêu lẫn nhau cuối cùng thứ còn lại chỉ là hư vô rắn nuốt đuôi là dùng để chỉ nơi âm dương hủy diệt chỉ cần có thể hoàn thành cảnh tượng rắn nuốt đuôi này thiên tôn nhất định phải chết sức mạnh của thiên tôn hiện giờ đã vượt qua cả tôi vượt qua cả hình thái tử thần của lâm tướng quân hắc bạch xà chưa chắc có thể làm được điều này nếu như thất bại, vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Thuần Quân lại hỏi, ta cũng không biết, ta chỉ biết rằng, giờ đây mặc cho chúng ta có làm gì cũng không giúp được cô ấy, kết quả dù như thế nào cũng đều là sự lựa chọn của Thùy Hỏa. Mộ Dung Nguyên Duệ khẽ lắc đầu nói, không một ai biết được nếu rắn nuốt đuôi thất bại sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi vì bây giờ Thùy Hỏa đã bị sương đen bao vây, chẳng ai biết cô đang ở trong tình trạng như thế nào. Thiên Tôn bị Hắc Bạch Xà cuốn lấy đã bùng phát sức mạnh hủy diệt ghê gớm của mình. Phải trên mình rắn lần lượt bị thổi bay, máu thịt cũng từng mảng từng mảng tan nát, thế nhưng bất luận đau đớn thống khổ thế nào, Hắc Bạch Xà cũng cương quyết không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nuốt lấy đuôi mình. Vòng vây của rắn mỗi lúc một nhỏ, năng lượng hủy diệt do Thiên Tôn bộc lộ càng lúc càng khủng khiếp. Hắn biết rõ, nếu như không thể thoát ra, đợi đến khi Hắc Bạch Xà nuốt sạch bản thân, hắn ta cũng phải quay về với hư vô. Thiên Tôn tức giận, tìm được chỗ bảy tắc chí mạng trên mình Hắc Bạch Xà, Dùng hai móng vuốt sắc nhọn của sói cắm mạnh vào, dùng toàn lực xé nát. Hắc Bạch Xà đau đớn không chịu nổi, nhưng nó chỉ có thể tiếp tục kiềm nén, bởi vì chỉ cần nó kêu thảm một tiếng cũng đồng nghĩa với việc tự mình phá vỡ trạng thái rắn nuốt đuôi này. Thế nhưng bảy tắc chính là điểm chí mạng của nó, rốt cục nó cũng không thể nhịn được nữa, thét lên một tiếng đau đớn vô cùng. Miệng vừa há ra, rắn nuốt đuôi lập tức bị phá, ngay sau đó, thân xác cao lớn hàng nghìn trượng của Hắc Bạch Xà liền bị Thiên Tôn xé thành từng mảnh trong nháy mắt. Sau khi xé nát hắc bạch xà, thiên tôm bừng bừng tức giận nhìn chằm chằm vào xương đen trước mắt. Hắn muốn lao vào tiêu diệt tử thần, thế nhưng màn xương đen này lại khiến hắn ta nảy sinh sợ hãi. Hắn không biết xương đen tượng trưng cho cái gì, càng không biết nếu bản thân lao vào sẽ xảy ra chuyện gì. Trước giờ thiên tôn chưa từng trải qua cảm giác này, ngay cả khi đối mặt với đế thích thiên, hắn ta cũng chẳng có lấy một chút ngần ngại, thế nhưng đứng trước một màn xương đen mờ mịt như thế này hắn lại trùn chân chẳng dám tiến lên. Nỗi sợ hãi không thể nào phá bỏ khiến Thiên Tôn tức giận vô cùng, sau đó hắn liền chuyển sự chú ý sang Bảo Lôi Băng Sương. Bảo Lôi Băng Sương trông có vẻ như nguy khố trùng trùng, thế nhưng muốn triệt để phá hủy nó cũng cần một chút thời gian. Thiên Tôn nhìn về phía Bảo Lôi Băng Sương, cũng nhìn thấy kỵ sĩ tử vong đang đứng trên tường thành, hắn tức giận gầm lên, lao về phía đó. Cơ thể sói khổng lồ đập ầm ầm vào cánh cổng băng sương, dùng khí thế dễ như trở bàn tay phá hủy tường thành. Cuối cùng cũng lên tới đài cao từng bước tiến về phía kỵ sĩ tử vong. Kỵ sĩ tử vong xoay người đối mặt với thiên tôn, dáng vẻ không hề thay đổi. Minh giới đã bị hủy diệt, bảo lôi băng xương nhất định cũng bị phá hủy, tử thần đã bỏ rơi các ngươi rồi. Thiên tôn nói, không, tử thần tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con dân của mình, ngài ấy nhất định đồng sinh cộng tử cùng với chúng ta. Hiện giờ bảo lôi băng xương sắp bị phá hủy, cô ta lại đang ở đâu cơ chứ? Kỵ sĩ tử vong không có lời nào để đáp, chính trong lúc này, bên ngoài bảo lôi băng xương, giữa hàng trăm vạn đại quân người sói huyết nguyệt, thủy hỏa từ trong sương mù hiện ra. Âm dương tuyệt diệt, thái sơ có ta, chương 1257, tuyết bay đầy trời một. Thủy hỏa phá tan màn sương bước ra, đôi mắt như vực sâu thăm thẳm khó đoán, dáng vẻ lạnh lùng, khinh thường tất cả sinh mệnh. Nếu như nói từ thần thái cổ minh giới là vị vua của vong hồn trong khắp thiên hạ, vậy thì thái sơ tử thần lại chính là người từ bỏ thân phận này. Sau khi cơ thể đã hóa khôi cương, nơi thích hợp nhất để thủy hỏa tồn tại chính là âm dương tuyệt địa. Bởi vì khôi cương tượng trưng cho công kích của trời đất, bất luận cơ thể cô ở nơi nào đều sẽ gây ra sự hủy diệt, sinh tử luân phiên. Mộ Dung Nguyên Duệ không biết chân tướng sau khi rắn nuốt đuôi thất bại, kỳ thực mà nói rắn nuốt đuôi thành công hay thất bại mà nói đối với thủy hỏa đều không gây ra chút ảnh hưởng nào, bởi vì thủy hỏa đã vốn đã vượt qua sự sống và cái chết, ký ức vĩnh viễn tồn tại. Tử thần phá tan xương đen, kỵ sĩ tử vong vui mừng khôn xiết, thế nhưng anh ta chưa kịp hét lên một tiếng tử thần bệ hạ đã bị vuốt sói sắc nhọn của thiên tôn từ sau lưng đâm thủng ngực nghiền nát cơ thể bạch cốt của anh ta kỵ sĩ tử vong đem thần hồn giấu xong hộp sọ vội vã bay về phía thùy họa người từ phía xa đang nhanh chóng vươn một tay ra đón lấy hộp sọ của anh ta đáng tiếc là thiên tôn không cho kỵ sĩ tử vong cơ hội chạy thoát mà thùy họa lại cách anh ta quá xa vuốt sói sắc nhọn tóm lấy hộp sọ chỉ với một chút sức lực hộp sọ trong tay thiên tốn liền hóa thành bụi xương thần hồn thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hủy diệt. Kỵ sĩ tử vong vẫn lạc, đánh dấu sự hủy diệt của đại quân hàng triệu binh thuộc minh giới. Thùy họa sừng sốt trong giây lát, nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi mắt thăm thẳm rừng rực hai đốm lửa. Sau đó, cơn thịnh nộ khủng khiếp kia liền nhanh chóng chiếm lấy thân thể và trái tim của cô, ngọn lửa hắc viêm trong mắt một lần nữa lại cháy bùng lên, lan ra khỏi vành mắt. Sau khi rắn nuốt đuôi thất bại, Thùy hỏa cũng mất đi lưỡi hái tử thần, cô vươn tay về phía hư không triệu hoán, một thanh thần binh trước nay chưa từng thấy đã xuất hiện trong tay cô. Đây là một thanh đao, một thanh đao có uy lực vô cùng ghê gớm. Thái cổ tiền dân không một ai nhận ra, thế nhưng trong mắt mộ dung nguyên duệ và kiêm hà đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ bởi vì thanh đao này nhắc bọn họ nhớ tới thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn đao mà phá quân hộ pháp thiên tôn đã dùng trước đó. Chỉ là thanh đao này so với lưỡng đoạn đao có điểm khác biệt. Sát ý của thanh đao này vô cùng hung mãnh, không những vậy còn ẩn chứa ý chí hủy diệt vô cùng khủng khiếp đao ý của lưỡng đoạn đao là thiên địa giao tranh, âm dương lưỡng đoạn. Mà thứ thanh đao này chém ra chính là công kích của trời đất, là âm dương tuyệt diệt. Đao trong tay, Thùy Họa nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt qua lưỡi đao, động tác dịu dàng giống như đang vuốt ve gò má người yêu. Không biết có phải do cô sơ suất hay không, lưỡi đao sắc nhọn đột nhiên cắt đứt ngón tay, máu tươi cứ thế chảy ra. Đao phong tuyết bạch, huyết hiên hồng một, một ánh đao sắc bén như tuyết trắng, máu thì đỏ tươi. Thùy Họa đưa ngón tay lên mũi, nếm thử mùi vị máu tươi của chính mình. Cô thì thầm, nợ máu quả nhiên chỉ có thể dùng máu để trả. Tử thân, đại quân của ngươi đã tan thành cho bụi, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Thiên tôn hóa lại hình người, ngồi trên vương tỏa băng phong nhìn thùy hỏa, to giọng hét lên. Thiên tôn, ngươi giết sạch con dân của ta, bây giờ lại cướp đoạt vương tỏa của ta. Ngươi có biết cái giá phải trả tiếp theo đây của ngươi và tộc nhân nhà ngươi là như thế nào không? Quả thực là kẻ ngạo mạn điên cuồng, tử thân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, không một ai có thể địch lại các dũng sĩ đã được trang máu ban phước, không một kẻ nào có thể sống sót dưới lời nguyền của thái cổ huyết nguyệt. Ha, phải không, vậy tiếp theo đây mời ngươi và tộc nhân ngu si nhà ngươi hãy cùng nhau nếm thử sức mạnh hủy diệt của thái sơ tử thần. Dứt lời, Thùy Họa ôm thanh đao vào ngực, thu lại hơi thở của mình, cả người biến mất ngay tại chỗ. Tại nơi mà cô biến mất bóng xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, ngay sau đó lại có một đóa sen đen nữa xuất hiện trong không trung đóa sen tưởng chừng như xuất hiện một cách ngẫu nhiên, kỳ thực bên trong lại ẩn chứa huyền cơ. Vì nếu nối những bông hoa kia thành một đường sẽ phát hiện hoa sen kỳ thực là một tòa trận pháp. Chỉ có điều tòa trận pháp này không một ai hay biết, bởi vì nó là trận pháp từ thời kỳ sơ khai, tên gọi thiên công địa kích âm dương diệt việt trận. Hoa sen từng đóa từng đóa giải rác, hơn chục đóa, rồi biến thành trăm ngàn đóa, mang theo vết mực thi nhau nở rộ. Trận chiến này ban đầu vốn là thái cổ minh giới quyết chiến với người sói huyết nguyệt sau khi toàn quân minh giới bị tiêu diệt huyết nguyệt lúc này chỉ còn lại một kẻ thù duy nhất tử thần thái cổ minh giới thế nhưng giờ đây bọn chúng đã đánh mất tung tích của tử thần ngay cả thiên tôn cũng không có cách nào lần theo thần niệm khí thức của tử thần chủ mẫu lâm tướng quân đâu rồi thuần quân hỏi hoa sen là ấn ký cô ấy để lại còn bản thân cô ấy đang ở nơi nào ta cũng không biết mộ dung nguyên duệ nói thiên tôn đứng dậy khỏi vương tỏa càng lúc càng không thể nhẫn nại Hắn ta không hiểu ý nghĩa của đóa sen mực kia, thế nhưng có thể cảm nhận được mấy đóa hoa này không phải tự nhiên mà xuất hiện. Giờ đây toàn bộ đại quân tử thần đã bị tiêu diệt, đại quân người sói huyết nguyệt cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại chiến trường thêm nữa. Trong trận chiến đẫm máu vừa rồi, 800 quân huyết nguyệt bị tổn thất mất 300 vạn, mặc dù sĩ khí của 500 vạn quân còn lại vẫn cao như cũ, thế nhưng Thiên Tôn không có ý định để bọn họ tiếp tục công sát. Hắn ta đã tận lực, cũng đã đạt được chiến công đầu tiên những trận chiến tiếp theo đây nên để các vị thần minh thái cổ khác tới đảm nhiệm. chương 1258, tuyết bay đầy trời hai Nghĩ đến đây, thiên tôn quyết định để tộc nhân của mình rút lui trước, quay lại đội hình. Tiếp đó, chính vào lúc hắn ta chuẩn bị phát ra mệnh lệnh, nghìn vạn đóa sen mực trên kia đột nhiên nở rộ, phun trào trở thành ngọn lửa hắc viêm rực rỡ nhất. Giữa các đóa hoa sen có sự kết nối lẫn nhau, ngọn lửa bùng lên từ đóa đầu tiên tới đóa cuối cùng chỉ là chuyện trong tích tắc. Ban đầu vốn chỉ là mấy đốm lửa nhỏ, lúc này đây đã bùng cháy trở thành một biển lửa lớn. Người sói huyết nguyệt vốn điên cuồng có thể không để ý đến sự thiêu đốt của lửa linh hồn, thế nhưng ngọn lửa bùng cháy từ trong những đóa sen mực này lại mang theo sức mạnh tàn phá mà ngay cả tộc huyết nguyệt cũng không thể nào chống chịu được. Những tiếng kêu thảm thiết bi ai bắt đầu vang lên trong vũ trụ hư không, ngọn lửa màu đen thiêu đốt thể xác người sói huyết nguyệt, ngay cả hồn linh của chúng cũng bị nướng trong lửa nóng. Kiếp nạn hủy diệt chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, thời điểm đại quân huyết nguyệt ảo tướng muốn trốn chạy, biển lửa đã vây kín nơi này, trận thiêu đốt này đã chú định không một kẻ nào có thể thoát được. Doanh trại của thái cổ tiền dân, đế thích thiên khuôn mặt lạnh lùng như xương, sơ cao cờ lệnh trong tay, sau đó lại nhẹ nhàng hạ xuống, không một ai để ý cánh tay ông ta hơi run rẩy. Mí mắt kim cương nhấp nháy không ngừng, dái tai đỏ như máu. Ác ma chi chủ khẽ nuốt nước bọt, ngước nhìn bát kỳ đại xà đang run bần bật. Trong doanh trại thái cổ thần giới, mộ dung nguyên duệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thuần quân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, âm thầm cổ vũ cho thủy họa đang tự tay báo thù nữ thần băng tuyết nữ thần báo thù và các thần minh khác của thái cổ thần giới đều vô cùng kinh ngạc tại doanh tại của thái cổ ma giới đôi mắt kiêm hà ngập trong nỗi buồn giống như mộ dung nguyên duệ cô biết rằng sức mạnh không phải tự nhiên mà có được chỉ là lần này bọn họ không biết thủy họa phải dùng cái gì để đổi lấy nguồn sức mạnh khủng khiếp như thế này lửa càng cháy càng mạnh tiếng kêu thảm thiết của đại quân người sói huyết nguyệt cũng càng lúc càng rời rạc cuối cùng vào lúc thần hồn của người sói còn sót lại bị thiêu thành cho bụi, ngọn lửa này cũng thiêu rụi cả sức mạnh hủy diệt. Biển lửa bị dập tắt, trên chiến trường chỉ còn lại hồn năng vô tật, ngay cả một người sống cũng không có. Thiên tôn nặng nề rơi xuống vương tọa, nếu như nói lúc đầu hắn ta có vài phần rụt rè không dám xông vào đối mặt với thủy họa, thì giờ đây hắn đang tràn ngập trong nỗi sợ hãi và cảm giác thất bại. Sau đó, dường như nhớ ra điều gì, hắn liền ngước lên bầu trời, miệng niệm lên một câu chú ngữ thần bí. Mà lời đáp cũng nhanh chóng từ trong hư không truyền tới, lại một đạo trăng máu được rót xuống, chiếu lên người Thiên Tôn. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Thiên Tôn lại một lần nữa biến trở thành sói, theo ánh trăng bay lên. Tốc độ của Huyết Nguyệt Thiên Lang vốn dĩ đã nhanh vô cùng, dưới sự chúc phúc của trăng máu, tốc độ của Thiên Tôn dường như đã trở nên vô thực, dường như không thể nhìn thấu hướng đi của hắn ta. Điều này đã đủ chứng minh bản thân hắn có bao nhiêu khát khao muốn rời khỏi nơi này, trở về Huyết Nguyệt. Muốn chạy, Thùy Hòa cau mày, cô cũng không tiếp tục đuổi theo bởi vì biết bản thân đuổi không kịp ngay cả bây giờ cô cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ vô thực ấy của thiên tôn